Không nhờ, trong này nóng thế nhỉ? Trong trong nhà ấy. Hello mọi người nha, em chào cả nhà nhá. Nóng quá không sợ tóc được lại phải buộc tóc lên xem nào. Dài xem buộc được chưa. Hello mọi người nha, chào cả nhà. Hello mọi người, em còn gì em tặng nốt khoác lông cho các chị đấy mọi người. Hôm nay em sẽ tặng nốt khoác lông cho mọi người nha, các chị chấm bài nhiệt tình cho em mọi người. Mỗi bác chia sẻ cho em một lượt mọi người này. Chấm nhiệt tình lên cho em này, em tặng quà cho mọi người nào còn gì tặng nốt nha các chị yêu nha. Còn gì sẽ tặng nốt cho mọi người luôn. Nên các bác chấm nhiệt tình lên cho em mọi người. Mỗi bác cho em xin một chấm nhé mọi người nhé. Đi qua chấm nhiệt tình lên cho em để em tặng quà cho mọi người này. Xin nhờ. Ngoài đó nóng hả em? Ở gì đấy? Đà Lạt lạnh teo. Lạnh chị ạ, nhưng mà em ở trong phòng em. Em ở trong phòng rồi xong em mặc cái áo nó nóng ấy chị. Ở trong phòng kín này xong lại mặc cộng thêm là cái áo lót lông nó nóng quá trời quá đất luôn ấy chị ạ. Mọi người chấm nhiệt tình lên cho em các bác ơi. Nóng quá nên còn phải búi tóc lên này. Rồi búi cũng không búi được, tóc ngắn quá cũng không búi được các chị ạ. Làm kiểu gì cũng được. Giờ mọi người chấm nhiệt tình cho em nắm tặng quà hết này. Căn bản là em mặc cái áo này nóng quá mọi người. Mặc dù là hôm nay ở chỗ em gió rất là to. Hôm nay các chị thời tiết này hôm nay là thời tiết kiểu như là nó hanh hanh ý. Nó có nắng các chị này và gió siêu to. Đặc biệt là hôm nay gió rất là to nhưng mà nó có ánh nắng lên ý. Nó ở ngoài thì vẫn lạnh. Nếu mà đi ở ngoài vẫn lạnh nhưng mà ở trong phòng em mặc cái áo này thì nó hơi nóng một chút. Tại vì cái áo này nó siêu ấm các chị. Áo này là dành cho thời tiết mà phải gọi là siêu lạnh các chị yêu ơi. Hôm nay em tặng hết áo khoác lông nhá. Đầu tiên em sẽ tặng quà cho mọi người 19.000 đi. Bây giờ em hàng sẽ tặng cho các chị cái áo đang mặc này của em luôn nhá. Bây giờ tặng luôn chiếc đang mặc này cho mọi người này. Hôm nay các chị áo hình như em còn tầm khoảng là hơn 30 cái. Em còn tầm khoảng là hơn 30 cái áo khoác lót lông. Lát nữa em sẽ tặng cho mọi người siêu siêu rẻ nha các chị yêu nhá. Chấm nhiệt tình cho em hàng mọi người. Các bác chia sẻ livestream cho em mọi người này, một lần về trang cá nhân. Được chưa? Hai lần với các trang hỗ trợ nhóm cho em hàng, tổng lượt chia sẻ 3 lần cho em là ok nhá mọi người nha. Các chị bình luận cho em mọi người này. Là diện tặng 19k. Tặng 19k nha các chị yêu nhá. Kèm số lạ cho em hôm qua tặng cái áo ấy hết không? Áo gì? Áo nhiệt màu xanh. Lên đơn cho em các chị này. Là tặng 19k cho em hàng nhớ. Tặng 19k và các bác kèm cho em luôn sự lại mọi người. Áo này của em là từ 38 cân cho em nhớ. Cái này là từ 38 cân các chị này, 62 cân cho em. 38 cân đến 62 cân là mặc vừa. Em tặng cho mọi người với giá sẽ là 19.000 đồng một chiếc nhá mọi người nha, tranh thủ mọi người ơi. Áo khoác lông hiện tại ạ. Bên em nha các chị yêu nha. Nó đang còn tầm khoảng là hơn 30 chiếc một chút. Thì lát nữa nha các chị yêu nha, em sẽ tổng củ xả hết 30 hết trước cho mọi người. Còn bây giờ em sẽ tặng quà trước mọi người này. Tặng quà đặc biệt trước cho mọi người nha. Chia sẻ nhiệt tình cho em các chị nhìn này. Áo khoác lông siêu ấm mọi người nhìn cho em nhá. Đây này, cả cái lông của nó các bác nhìn cho em này. Bảo như này sao mà không nóng mọi người. Đây này. Đây. Áo như này bảo sao mặc nó không nóng luôn các bác. Đây. Vã hết cả mồ hôi mà thời tiết rét. Hôm nay thời tiết gọi là hơi hơi lạnh một chút em mặc nhá mọi người nha. Nó không lạnh nhiều như mọi hôm ý. Em mặc em vã hết cả mồ hôi. Em đang kêu nóng nữa các chị, còn tưởng là ở ngoài Bắc nóng nữa các chị này. Đây. Tặng áo khoác lót lông cho mọi người với giá sẽ là 19.000 đồng cho em. Mũ của nó cũng có lông, mà nói chung là áo này là full lông. Áo này của em Hằng thì nó là full lông như các chị nhá. Cả mũ này, cả tay này và cả thân áo của em Hằng nó sẽ đều là lót lông. Em tặng các chị yêu mình với giá sẽ là 19.000 đồng nhanh tay cho em mọi người ơi. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hằng này một lần với trang cá nhân, 3 lần vào các trang hỗ trợ nhóm cho em hàng, tổng lượt chia sẻ bài viết cho em 4 lần là ok. Đấy. Tổng lượt chia sẻ 4 lần giúp em nhé mọi người nha. Để em vừa bán này vừa tặng cho mọi người. Cái áo này các chị nhá, nhà em bán tầm khoảng là hết vạn 5 vạn 6 cái rồi. Tầm khoảng là rất rất là nhiều rồi mọi người ơi. Mà bây giờ em chỉ còn ít. Nên là em sẽ tặng quà các chị yêu mình mọi người này 19.000 đồng cho em nhá. 19.000 đồng này.
Các bác lên đơn cho em mã hàng là tặng 19k và kèm luôn cho em hàng số điện thoại. Nếu như không chia sẻ nhá mọi người nhá, là em không tặng quà, em nói luôn. Mã này không chia sẻ là em mà không tặng quà nhá. Của chị Hà Giang Thùy Trang chưa chia sẻ này, chị Trần Thị Hiền chưa chia sẻ này, Nguyễn Thơ chưa chia sẻ này, chị Thu Nguyễn chưa chia sẻ này, chị Thanh Dương chưa chia sẻ chị này, chị Trần Thị Hiền chưa chia sẻ này. Các chị toàn mình là đã chia sẻ nhiều, đã có logo đâu chị ơi. Chị nào mình chia sẻ ở chế độ công khai cho em hàng này, có logo là người chia sẻ mới tặng quà nhớ. Của chị Hồng Lý em thấy chưa chia sẻ này, chị Thi Thiện chưa chia sẻ chị yêu này, chị Nguyễn Lương cũng chưa chia sẻ này, nhiều chị chưa chia sẻ quá mọi người ơi. Em bảo chia sẻ mới tặng quà mã này mà, còn không chia sẻ tí các chị mua giá sale sau nhớ. Rồi chị Thùy Đặng cũng chưa chia sẻ luôn, chị Thủy Đặng chưa chia sẻ này, chị Nguyễn Thị Thanh Thùy chưa chia sẻ này, chị Hoàng Thùy chưa chia sẻ này, của chị Tâm Thanh Bùi chưa chia sẻ này, quá trời luôn. Chị Danh Thanh cũng chưa chia sẻ này. Trời ơi mọi người, không chia sẻ làm sao mà tặng quà được. Không chia sẻ chỉ được mua giá sale thôi. Không chia sẻ là mình chỉ được mua giá sale thôi nhá, mình không được tặng quà đâu. Các bác phải chia sẻ bài viết cho em. Chị Kim Thoa Võ cũng đã chia sẻ đâu, chị Nông Nữ chưa chia sẻ chị này. Các bác bấm chia sẻ cho em hàng này một lần với trang cá nhân, hai lần vào các trang hỗ trợ nhóm cho em hàng, tổng lượt chia sẻ bài viết cho em hàng 3 lần ạ. Đấy, sale thì tí nữa mình mới sale, nhưng bạn mai mai lát nữa mình mới sale. Đấy, tặng quà trước xong em sẽ sale cho mọi người sau nhá. Chị Bích Ngọc Phạm chưa chia sẻ này, chị Hồng Vân Thu chưa chia sẻ này. Rồi quá trời bác chưa chia sẻ luôn đấy các bác ơi. Chia sẻ đi đấy mà, tặng quà tí nữa sẽ sale đợi. Các chị muốn mua giá sale thì các chị đợi em một chút nhá. Thả tim cho em nào mọi người, mỗi chị cho em xin một nút thả tim nữa đi. Mỗi bác tặng em hàng nốt một nút thả tim mọi người. Trời ơi xịn lắm, tí nữa 30 chiếc sẽ sale nhá. Có 30 chiếc thì lát nữa em hàng sẽ sale nốt 30 chiếc cho mọi người. Đây, em này các chị lên cho em là tặng 19k, em tặng đấy, em tặng quà trước nhá. Bây giờ để em tặng quà trước cho các chị mọi người này. Tặng 19k này kèm cho em hàng số điện thoại này. Tặng 19k em tặng của chị Thanh Dương. Chị Thanh Dương này. 2289 của chị Thanh Dương. Chị Thanh Dương một chiếc 2289 em tặng hai chị thôi, còn đâu lại em sale. Còn đâu lại em sale em tặng hai chị là chị Thanh Dương 2289 này. Tiếp luôn cho em mọi người này. Gì nữa ạ? Chị Đào Mận này. Chị Đào Mận này 5891 của chị Đào Mận. Chị Đào Mận này 5891 của chị Đào Mận. Ok chị này. Một chiếc này với giá sẽ là 19.000 này. Ok chưa mọi người? Đấy. Rồi tiếp luôn cho em mọi người này, em qua mã nhé mọi người nhá. Em qua mã cho mọi người, bây giờ em sẽ bắt đầu sale cái này. Cái này của em còn tầm khoảng 30 chiếc, em nói luôn đây là giá sale. Thế các chị mình thông cảm cho em. Giá này của em nó sẽ là giá sale như các chị yêu nhìn cho em này. Hàng nốt lông. Cái này bên em thì bây giờ em còn 30 chiếc đủ màu nha, em xả không chọn màu. 30 chiếc đủ màu nha, em xả không chọn màu nha, chỉ chọn size. Còn có màu thì nó còn size này, mà có màu nó còn size kia. Đây này em xả không chọn màu. Và nếu như chị nào mình đồng ý và các chị không chọn màu thì các chị lên luôn cho em nhé mọi người nhá. Em này bình thường ý là 250.000 hoặc là 299.000, 250 hoặc là 299.000. Cái này thì bây giờ em cũng nói trước với mọi người luôn, được chưa? Em cũng nói trước với mọi người, treo cho em lên xuống đây. Là bên em xả không chọn màu, chỉ chọn size cho em thôi. Chỉ chọn size như các chị yêu nhá. 38 cân đến 62 cân. Đấy, mình mặc vừa cái size nào nhé. Em còn size nào màu gì thì nhà em sẽ gửi cái size theo cho các chị mặc vừa thôi. Các chị lên đơn cho em mã hàng là lỗ vốn và kèm cho em hàng số điện thoại nhé. Bình luận cho em mã hàng là lỗ vốn và kèm luôn giúp em hàng số điện thoại. Em hàng tặng cho mọi người với giá sẽ là 99.000 luôn. 99.000 đồng cho em hàng. Lên đơn luôn cho em mã hàng nhé mọi người nhé. Là lỗ vốn và kèm cho em số điện thoại. Em còn tổng cộng nhé, các màu, các size của em thế em còn tầm khoảng là 30 chiếc. Và em sẽ dành 30 chiếc này để sale cho 30 chị yêu. Hàng của em các chị nhìn này, mũ này, dã man chưa? Lông của em nhé mọi người nhá, rất là mướt, rất là mềm, dày và ấm cho em. Mặc vào nó còn tát mà hôi, nó còn nóng dạo rực hết cả người luôn. Em tặng các bác là 99.000, được màu nào hoan hỉ cho em, các chị cho em này. Đấy bây giờ mỗi màu của em nhá, mỗi màu của em hàng lấy hàng chỉ còn có gì ạ? Vài chiếc vài size thôi nên em xả tổng hợp cho mọi người. Cái này em bán là 130.000, em bán đúng là tầm khoảng 15-16.000 cái rồi đấy. Bây giờ em còn một ít. Bây giờ em còn một ít này, em xả không chọn màu nên các chị nghe rõ giúp em. Nếu chị nào mình đồng ý thì các chị lên đơn cho em. Mã hàng là lỗ vốn nhá các chị yêu nhá. Kèm số điện thoại cho em. Nói nhiều quá chị Tương Hoàng ơi. Không thích nghe nói nhiều thì là em mời chị đi ngủ giúp em nhá chị Tương Hoàng nhá. Đấy. Lên đơn cho em mọi người này, mã hàng là lỗ vốn và kèm cho em hàng số điện thoại.
không thích nghe mọi người, rất đơn giản, bịt lỗ tai vào hoặc là đi ngủ. Đi ngủ ôm chồng ôm con đi ngủ cho nó sướng. Nghe nói làm gì để cho nó phải điếc tai ra. Đấy, lên đơn cho em mọi người này. Mã hàng là lỗ vốn và kèm xuất hàng cho em. Mà khéo khi ấy, nghe em nói nhiều này mà nằm bên cạnh chồng, chồng nó còn giả cho một cái thì rơi cả điện thoại luôn đấy. Đấy. Ở đấy mà kêu nói nhiều này, không thích nói nhiều rồi tắt đi. Rồi chồng nằm gần nó thì điếc tai quá, nó lại vả thêm một cá thì bảo tại em. Đây, lên đơn cho em mọi người này. Lỗ vốn là kèm cho em số điện thoại nhé mọi người nha. Áo này đẹp lắm, mình nhận rồi. Em cảm ơn chị này, em xả cho mọi người là 99.000. Nếu mà chị này, à của chị Phạm Thúy Diễm chọn màu đen bên em không bán nhá chị nhá. Chọn màu đen bên em không bán ạ. Bên em bán là không chọn màu nhá. Bán không chọn màu, ai chọn màu để em bỏ qua. Chọn màu bên em sẽ bỏ qua nhá. Em xả 99.000 này. 38 cân đến 62 cân áo này chỉ nữ và nam không mặc vừa. Chỉ nữ mặc vừa, nam không mặc vừa nhá. Xả không chọn màu. Em này nếu mà các chị nhập buôn cho em thì giá 130.000 rồi. Em xả các chị 99.000. 99.000 là một chiếc cho em, tay của em full lông hết nhá. Tay full lông các chị này. Túi của nó sẽ có khóa kéo luôn. Hàng này các chị yêu nhá. Túi có khóa kéo các chị cho em này, một cái áo như này mua 250 hoặc là 300.000. Bây giờ em hàng xả 99.000, em đố các chị mua được đâu được mà chuẩn hàng loại 1. Chuẩn của em hàng là hàng loại 1 này. Nó dày dặn và lông của em là lông mượt. Lông này của em nó là lông nâu, lông mượt, không phải lông trắng như các chị yêu nhá. Tặng các chị với giá các chị yêu này sẽ là 99.000 đồng. Chỉ chọn cân nặng thôi. Cái đây nhà em là chỉ chọn cân nặng và không chọn màu giúp em. Đấy. Lên đơn cho em mã hàng là lỗ vốn và kèm số lượng này. Chị nào lấy một chiếc thì là mình sẽ được một màu. Lấy hai chiếc thì các chị sẽ được hai màu cho em nhé mọi người nhá. Tặng các chị yêu mình là 99.000. Mũ tháo rời thoải mái luôn nhá. Không thích mũ này tháo mũ cho em luôn. Mũ, mũ này là mũ rất là dày đấy. Mũ này lông cũng rất là dày. Lông mũ và lông ở thân áo đều là lông như nhau, chứ không phải là lông mũ của em nó sẽ là cái lông xấu hơn mà lông mỏng hơn đâu. Hàng chuẩn dày đẹp loại một cho em. Xả cho mọi người với giá sẽ là 99.000 đồng. 99.000 đồng cho em hàng. Lên luôn cho em mã hàng là lỗ vốn cho em này. Hai cái được hai màu không em? Có chứ chị ơi. Hai cái là các chị sẽ được hai màu khác nhau cho em nhé mọi người nhá. Cái này chưa khi nào mà em xả cho mọi người là 99.000, em khẳng định luôn. Được chưa? Các chị theo dõi like của em này. Hầu như em bán tầm khoảng 2 tháng nay là chưa bao giờ em bán giá này các chị. Em bán rất rất nhiều, em bán 130, em bán cực kỳ nhiều rồi. Hôm nay các chị này em còn một ít. Em xả lỗ vốn ạ. À, áo đang mặc có nam không nhà mình, chỉ bán hàng nữ không bán hàng nam nhé bạn ơi. Lên đơn cho em mã hàng là lỗ vốn các chị này, kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn. Nhận hàng các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Chưa bao giờ em bán một cái áo khoác lót lông này với giá 99.000 ngoại trừ ngày hôm nay. Các chị có thể lục lại những cái livestream cũ của em, được chưa? Em vẫn còn rất rất nhiều những cái livestream cũ ở các trang của em. Các chị có thể lục lại là em bán toàn bộ đều, em đều bán với giá là 130.000 một cái. Bây giờ em tặng quà cho các chị với giá sẽ là 99.000 đồng cho em hàng. Lên đơn cho em mã hàng là lỗ vốn các chị yêu này, kèm số điện thoại cho em nhé, 38-62 cân. Cho chị một cái, chị phải ghi cho em mã hàng là lỗ vốn ạ. Lỗ vốn và kèm số điện thoại cho em nhé. Đây, cái này để em bán không biết là đến bao nhiêu, không thể nào đếm nổi mọi người. Rất rất đẹp và ấm cho em. Kể cả là từ những anh chị em hàng xóm của xung quanh của nhà em là đều qua đi mua hết, hầu như là ai cũng có hai cái này. Hầu như là ai cũng mua hai cái này luôn mọi người. Mà mình thường ấy, mình nhận hàng rồi áo rẻ mà đẹp lắm đấy. Ok em cảm ơn chị, áo này có size M, L, XL nhá. Mình trả lời rất rõ rồi nhá Hồng Xoan ơi. Lên đơn cho em mọi người này. Lỗ vốn và kèm cho em số lại 38 cân ạ, đến 62 cân. Size từ 38 cân cho em bằng đến 62 cân cho em nhá. Là các chị mặc vừa. Thôi em cởi ra đi mọi người, nắng nó không chịu được nữa. Hôm nay thì không chịu được, khi mặc áo này nếu mà thời tiết mà có nắng là mặc áo này không chịu nổi mọi người, nóng quá. Rất rất là ấm nhé mọi người ơi. Em này mà kể cả là tuyết rơi á, dưới 10 độ cho em các chị mặc cho em, bên trong chỉ cần một cái áo len nữa thôi là đủ ấm rồi ạ. Bởi vì cái này ấm lắm mọi người ơi, rất rất là ấm cho em mọi người này. Em xả hàng cho mọi người là 99.000 đồng. 99.000 đồng cho em mọi người này. Lên đơn cho em, bên em không bán chọn màu, các chị nghe rõ giúp em nhé. Những chị nào chọn màu là bên em không chốt đơn hàng của những khách hàng chọn màu. Nên mình để ý cho em. Đấy. Lên đơn cho em mọi người này. À gì nhỉ? Không, bên em không bán chọn màu, chạy chọn màu thì bỏ qua giúp em nhá.
không bán chọn màu dương trần thôi. Nên là nếu mà chị nào sợ màu nào màu kia thì mình xả đơn giúp em ra để em bán cho người khác. Bởi vì hàng của em bây giờ thực sự là em cũng không mong chờ các chị mua quá nhiều. Nên em không mong chờ các chị mua quá nhiều đâu mọi người ạ. Bởi vì nhà em còn có hơn 30 cái mà. Nên là em bảo rồi các chị sợ màu thì các chị không lấy luôn giúp em nhá. Ai thích thì mua đâu mọi người ạ. Tầm này em có lấy hàng về nữa đâu. Tầm này em không lấy thêm hàng về đâu, các chị có thích mua hay không là tùy mọi người thôi. Đấy, chứ em cũng không mời các chị phải mua đâu mọi người ạ. Đây, bởi vì hàng này các chị biết là bây giờ nhá, bình luận lên đến rất nhiều rồi. Đó, cũng sẽ có chị xả ra. Được chưa? Đó, đây là ai thích thì các chị mới lấy hàng cho em thôi mọi người. Em xả có 99.000 thôi mà. Em xả 99.000 nhá mọi người nhá. Không bán chọn màu đâu. Nên các chị mà đã gọi là mình băn khoăn không thích rồi thì thôi, xả luôn cho em ok. Đấy. Lên đơn cho em mọi người này. Lỗ vốn và kèm cho em xuất lại nhá mọi người nhá. Em xả 99.000. Xả 99.000 cho em mọi người này. Gì nhỉ? À, không cho chọn màu nhưng bên chị có được mấy màu, hình như là có được 3 màu hay sao ấy, 3 hay 4 màu ấy. Có tầm khoảng là 3 hay 4 màu, em cũng không nhớ, chắc là 3 4 màu gì đấy thôi. Đấy, lên đơn cho em ạ, hàng là lỗ vốn và kèm cho em. Bản thân bọn em đi nhập nha các chị yêu nhá. Bọn em nhập cái này em nhập là không biết là 100 bao nhiêu nhỉ? 105.000 hay là 106.000 ấy. Em bán là 130. Cái này em bán là 130 này, bọn em nhập vào là rơi tổng là 105 hay là 106.000. Có lúc nó còn lên đến 109.000 giá nhập vào với mục ạ. Em bán là 130 áo này mà. Bây giờ em tặng cho các chị là 99.000. Thế em còn bao nhiêu em tặng bấy nhiêu thôi nha các chị yêu nhá. Lỗ vốn và kèm cho em số điện thoại là bên em chốt đơn. Rồi qua mạng nha, chắc cái hàng ở đây em xả có 99.000 mà có 3 4 5 màu gì đấy. Có 3 4 màu gì đấy nhá các chị yêu nhá. Nhận hàng, các chị được kiểm tra hàng trước cái thanh toán cho em 38-62 con cho em, cái này dày lắm. Đây các chị cho em này, lông lá của em mà người này mà lông này không dụng nhá. Các chị nhìn cho em này, cái áo màu đen của em này nếu mà dụng lông ra nhìn nó biết ngay. Áo màu đen đi mọi người, nếu mà dụng lông ra lông nó lã chắc ở áo này luôn. Nhưng cái này mọi người ạ, không bị dụng lông, các chị giặt máy giặt cũng vậy. Nó không bị dụng lông, nó không bị dây cái lông này ra người luôn. Mà có 99.000 rất dày và ấm luôn. Siêu dày và siêu ấm cho em hàng luôn. Mọi người lên đơn cho em ạ, hàng là lỗ vốn các chị yêu này. Kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn này, 99.000 không chọn màu cho em hàng. Không chọn màu 38 cân đến 62 cân. Size từ 38 cân cho em hàng mọi người ơi, đến 62 cân cho em và các chị mặc vừa nhá. Lên dùm em mã là lỗ vốn và kèm cho em số lại cho em mấy cái áo lông thỏ đây. Đây. Áo len lông thỏ của em các chị này em còn này 2 này 4 này 6 cái em xả không chọn màu nhá. Còn 6 cái áo len lông thỏ hàng 220.000 đây mọi người. Đây. Đây là cái áo len lông thỏ của em các chị này, em còn 6 chiếc nhá, em xả không chọn màu đây các chị nhìn cho em này. 220 cái hàng này đấy mọi người ạ. Đẹp lắm, em bảo rồi em tổng kết cho các chị mà. Mới tổng kết mọi người cho em này. 40 cân đến 60 cân nhá. 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Em còn 7 chiếc mọi người. Em còn 7 chiếc nhá. 40 cân đến 60 cân mặc vừa xả không chọn màu. 220.000 em xả 59.000 cho mọi người. Lên luôn cho em mã hàng là T159.000 không chọn màu nhá. Chị nào chọn màu 220 thì lên đơn cho em là 220 kèm màu. Nếu ai muốn chọn màu lên cho em mã hàng là 220 kèm màu vào kèm cho em số điện thoại. Còn cái này em còn 7 chiếc. Đây. Tổng cộng các chị là em còn 7 chiếc và bên em xả không chọn màu là 59.000. Đây là mã áo len lông thỏ. Áo len lông thỏ rất mềm co giãn, 40 cân đến 60 cân mặc vừa. Mã hàng xả 1 nha các chị yêu nhá. Xả 1 à xả mã vừa đọc mã gì? T1. T1 cho em hàng sorry các bác. Mã hàng là T1 và kèm cho em số điện thoại là bên em chốt đơn 59.000. 59.000 đồng một chiếc cho em mọi người này. Em chỉ có đúng 7 chiếc thôi ạ. Chuẩn hàng lông thỏ cho em mọi người, lông này siêu mịn nhá. Hôm trước chị nào mua cái này của em là 109.000. Hôm trước em có bán cái này 109.000 rồi. Nhưng mà bây giờ em còn mấy cái em lên là các chị T1 cho em mọi người này. T1 nhưng hôm qua chị Hà Lê có chốt đơn cọc thẻ không? Nên lại thấy vào chọn nhiều lắm rồi đây. T1 chị Minh Tiên Đỗ. Nhưng hôm qua mà không cọc thẻ thì là hôm nay không đọc nữa, để đọc cho người khác. T1 các chị này em xả 59.000 không chọn màu. Em xả 59.000 không chọn màu nha các chị yêu nhá. Lên đơn cho em hàng T1 các chị này, kèm số lạ cho em, lỗ vốn là 99.000 bác ơi. Lỗ vốn là áo khác con lông ý. Cái áo cọc mà lúc em bảo chị mang vào đâu nhỉ, áo cọc đẹp đẹp tay bồng. Rồi em qua mã đấy các chị mọi người nha. Tiếp một cái này siêu xinh. Cái này là còn là hàng đắt cơ mọi người này. Cái này của em xem cái màu sáng sáng nhìn mới dễ. Đây. Cái này của em nó còn là hàng đắt luôn đấy mọi người ạ. Thế mã này hôm trước là 99.000 một cái đấy các chị này. 99.000 cho em mọi người, xinh lắm. Tay bồng như mọi người nha. Hàng bao xịn luôn, em còn em xả nốt không chọn màu cho các bác đây. Cái này bao xịn đẹp cho mọi người luôn này. Cái này rất là xinh nhá mọi người nhá. Em xả nó không chọn màu.
Đây, em này bình thường người ta bán là 109.000 đấy. Người ta bán cái này là 109.000, các chị lên luôn cho em mã hàng T255 cân đủ là mặc đẹp. T255 cân đủ là mặc đẹp này, bên em xả không chọn màu cho các chị yêu mình nốt nhá. 39.000 đồng cho em. Cái này hình như em nhập lúc đấy vào nó đã vào là tầm khoảng 50 mấy nghìn rồi, em bán cái này các chị là 79.000 đây này. Cái này hôm bữa em bán là các chị là 79.000, bây giờ em xả nốt 39.000 mã hàng T2 cho em hàng nhá. T2 cho em 39.000 không chọn màu. Em còn tầm khoảng là 15 chiếc mã này. 15 chiếc, cái này mặc đi chơi Tết siêu xinh. Mấy hôm nay thời tiết rất là nóng, oi bức mà ở nắng ấy, là các chị đang rất là mong là đi tìm một cái áo cộc kiểu của nó xinh xinh để các chị mặc. Rồi, T2 cho em các chị này tay bồng nhá. Đây các chị cho em này. Đó. Tay của em mọi người này bồng hai bên cho em, hai bên vai xinh dã man luôn. Hàng này lẻ trên 100.000 nên xả 39 không chọn màu. 39.000 màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xuất sắc. 55 cân đổ lại cho em, xinh lắm mọi người cho em. Đây này. Toàn cái này gọi là hàng VIP mọi người. Áo này đây là hàng đắt của em đấy mọi người, không phải là hàng rẻ đâu. Đây, các chị cứ tham khảo giá đi. Hàng này mọi người ơi, trên 100.000 em xả các chị 39.000 đồng không chọn màu. Màu nào cũng đẹp. 38 cân đến 55 cân. Size từ 38 cân cho em hàng đến 55 cân là các chị mặc vừa. Có 39.000 hàng này thì không có đúng quá phí mọi người. Lẻ hơn 100.000 một cái, bây giờ em hàng xả 39.000. 55 cân đổ lại cho em hàng mặc vừa. Chị nào lấy một chiếc là một màu, hai chiếc hai màu như các chị cho em này. Toàn màu đẹp thôi mọi người, toàn màu 10 điểm cho em hàng thôi. Xinh lắm nhé mọi người nha. Đây. Đó, các bạn ngắm cho em cái mã này mọi người này. Và em nhập giá sale ý, cái này nhập giá sale là được hơn 50.000, còn mình cửa hàng này của nó giá buôn vào tổng là 85.000 một cái đấy. Em tặng nốt 39.000. 39.000 đồng cho em mọi người này. T2 các chị yêu này, kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn. Quá rẻ cho mọi người luôn nhá các chị yêu nhá. Xả cho mọi người là 39.000 đồng. 39.000 ạ, size từ 38 cân đến 55 cân giúp em hàng. 38 cân nhá các chị yêu nhá, đến 55 cân là các bạn vừa một cái này của em mọi người xuống mắt này. Nó co giãn các chị cho em này, đẹp cực kỳ luôn. T2 cho em hàng 39.000 đồng. T2 nhé, 3 chiếc nhà em cho 3 màu luôn. Chị nào lấy 3 chiếc 3 màu này, lấy 2 chiếc em cho mình 2 màu luôn, 39.000. Tay bồng xinh lắm mọi người ạ. Cái này thiết kế mọi người mặc lên cực kỳ sang và đẹp. Em xả 39.000 một chiếc. Ai lấy một chiếc thì mình sẽ có một màu, hai chiếc là mình sẽ có hai màu, ba chiếc là mình sẽ có ba màu cho em hàng với giá sẽ là 39.000. 39.000 đồng cho em, và cho em cái mã áo cọc, cái áo cọc len, cái cọc len dày đấy, đúng rồi. T3 các chị này, kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi kéo hết mã này rồi mọi người. Đây này, những cái hàng này của em thì em nói thật sự với các bác luôn là em nhập vào nó vào là suýt 75.000. Đây, hàng này các chị nhìn các chị biết ngay. Em nhập vào nó là suýt 75.000 đồng một cái đấy ạ. Đẹp lắm. Đây các chị nhìn cho em mọi người này. Những cái hàng này của em nhé mọi người, em bán toàn là 150 một cái đây này. Đẹp chưa mọi người? Toàn hơn 100.000 đồng thôi. Cái này em xả không chọn nhé, các chị comment cho em mã hàng là áo, các chị comment là len cọc cao cấp cho em xả không chọn đâu, mỗi chị một cái. Mỗi chị một cái nhá, 49.000 đồng cho em. Các chị lên đơn cho em là gì? Len cọc cao cấp cho em hàng giúp em, tại vì cái mã nó khác biệt hoàn toàn đi này. Em nhập vào đã 75.000 những cái hàng này rồi. Nhập với mọi người, em nhập buôn ấy toàn là 75.000, bây giờ em xả các chị 49.000. Không chọn mẫu đâu mọi người ơi. Áo cọc cao cấp và kèm cho em số lại nhận được mẫu nào hoan hỉ cho em hàng. Được mẫu nào hoan hỉ cho em mọi người, em xả luôn 49.000 đồng cho mọi người. 40 cân đến 60 cân cho em. Size từ 40 cân các chị yêu này. Em ơi lẫn cái này lẫn rồi, lẫn cái size tay cũng cho nhá. Lẫn cái này cũng cho các bác đi. 49.000 cho em hàng. 49.000 đồng các chị lên cho em mã hàng lên cao cấp đi mọi người. Lên cọc cao cấp cho em mọi người. Này. 49.000 đồng cho em nhá. 49.000 đồng mọi người. Lên đơn cho em mã hàng lên cọc cao cấp cho em, các chị nhìn cho em này. Dã man. Em xả cho các chị mình cho em này. 49.000 đồng cho em nhé mọi người. Hàng này không bao giờ có giá dưới 100.000. Em khẳng định là những hàng này không bao giờ dưới 100.000. Em nhập buôn được đấy, cái lô này em nhập buôn là nó vào là tầm khoảng là 8.000 áo. Em nhập 8.000 áo giá là 75.000 rồi. Bây giờ em xả cho các chị 49.000. 49.000 đồng các chị này. Lên cọc cao cấp cho em nhá. Kèm số điện thoại cho em. Em xả 49.000. 49.000 đồng cho em mọi người này.
len cọc cao cấp các chị này, kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn. Nó rẻo quá trời quá đất luôn mọi người, siêu siêu rẻ cho mọi người luôn. Em xả các chị 49.000 đồng cho em, cho em cái set cho chị, set màu da ấy. Set màu da có hai sản phẩm ấy. Lên luôn cho em mọi người này, không may vào đây, đây đây đây. Rồi em qua mã cho mọi người các chị này, cái set này của em là có hai sản phẩm các chị yêu nhá. Đây mọi người nhìn giúp em này, gồm hai sản phẩm cho em. Một áo khoác các chị nhìn cho em, em mặc cho các chị xem cái áo khoác này. Chui đầu cho nhanh nhá. Áo này của em là áo khoác cúc mở nhá, em chui đầu cho nhanh. Được chưa? Tên mát tên mấy nhỉ? Ba. Đây là T3. Rồi mọi người, em này của em T3 cho em mặc các chị cho em này. Đây là cái áo này, áo khoác nhá, cúc thật. Được chưa? Một gồm nó sẽ là gồm một cái áo ba lỗ, một áo len ba lỗ nhưng chất này mềm lắm các chị nhìn này. Chất mềm dã man. Nó gồm một áo len ba lỗ các chị này và một áo này. Nếu như bình thường là em tách ra em bán lẻ đi, áo này cũng phải được 99.000 rồi. Áo này phải được 49.000 đây này. Nếu như mà hoặc là 39.000 nếu mà rẻ nhá. Nếu mà em tính rẻ một cái áo này của em ạ là phải bán được là 39.000. Không bán áo lên cọc cao cấp màu nâu của, cho Hương Đặng nhá, cho Hương Dương nhá. Rồi mọi người ơi, mã hàng là T3 cho em ạ. Cái này bán rẻ phải được 39.000, cái này cũng phải được 70.000 là rẻ đi. Nếu không bán 100 thì cũng phải bán được là bao nhiêu ạ? 70-80.000. Em tặng các chị cả set này cho em 59.000 đồng. 59.000 đồng một set, bao gồm là một áo ba lỗ và một áo khoác luôn. Được chưa? Cả set nhé mọi người nha. Mã hàng của em hàng là T3 cho em 40 cân đến 60 cân. 40 cân cho em hàng nhá. Đến 60 cân là các chị mặc vừa. T3 các chị này, kèm cho em hàng số điện thoại. Đó. Mọi người. 59.000 cả một set cho em gồm hai sản phẩm ạ. Lên luôn cho em mã hàng là T3. Chất len siêu mềm nhé mọi người, sờ vào các chị này, mềm nhũn tay luôn. 59.000. 59.000 đồng cho em hàng T3 các chị này, kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn mọi người. Quá là xịn luôn, một set nhé mọi người nha, 59.000 đồng cho em hàng có mấy set thôi. Set này của em hàng chỉ có mấy set, một cái áo 59.000 đã là rẻ hơn cho rồi mọi người ạ. Mà còn lại là các chị được cả diện tả một set cho em hàng luôn. Lên đơn cho em ạ, hàng là T3 cho em. T3 các chị này, kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn nhé mọi người nha. 59.000 một set cho em. Ờ mọi người sướng quá trời luôn. Mua ở ngoài cái set này cho em chắc là 180. Mua ở ngoài set này cho em hàng chắc là 180.000. Em xả cho mọi người với giá là 59.000 một set. 59.000 đồng một set cho em mọi người này. T3 các chị này, áo len này các chị mặc sướng nhá. Áo ba lỗ các chị mặc cho em cực kỳ đẹp luôn. Này, áo này mặc quanh năm được tại vì cái chất len nó rất là mềm. Cái áo len ba lỗ đó các chị mặc cho em mọi người này. Chất len của nó siêu siêu mềm cho em hàng luôn. Mình lên đơn cho em nhé mọi người nha, mã hàng là T3 cho em hàng. T3 các chị này, kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn quá rẻ mọi người ạ. Siêu siêu rẻ cho em hàng luôn. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. 59.000 một set cho em hàng mọi người. T3 nha các chị yêu nha, kèm số tài cho em những set cuối cùng. Những set cuối cùng cho em hàng rồi mọi người, 59.000. 59.000 đồng cho em hàng. T3 các chị này, kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn rồi, sẽ bán cho em cái áo này màu hồng. Đây, len các chị một em siêu đẹp. Ông có chất len nó đẹp lắm mọi người ơi. Đây này, chất len của em hàng là siêu siêu đỉnh cho em nhé mọi người nhé. Ông mềm lắm ấy các chị ạ. Len này của bên em thì siêu siêu mềm cho các bác luôn mọi người này. Cái mẫu này em có đăng ảnh đấy các chị này. Xinh lắm nhá, các bác nhìn chất len của em này. Rồi. Mọi người, len này đẹp lắm mọi người ạ. Mặc siêu thời trang luôn. Em này màu hồng nhá các chị nhá. Em này các bác lên cho em mã hàng là T4 cho em. T4 các chị này, kèm cho em sụn lại nhé, 55 cân đổ lại mặc cho em xinh. 55 cân đổ lại cho em này, em mặc đẹp dã man. Cái này không bao giờ các chị nghĩ được giá này đâu mọi người. Cái này ở ngoài hơn 100.000. Và với cái chất len của nó rất đẹp này, em có tổng cộng bằng này trước các chị nhìn này. Tổng cộng là em hàng có bằng này trước nhé, T4 cho em 59.000. T4 cho em hàng 59.000 đồng cho em hàng một cái áo này luôn. Lên đơn cho em mã hàng là T4 nhé các chị yêu nhá. Kèm số điện thoại cho em là bên nhận đơn ạ. Nó quá rẻ cho một cuộc tình mọi người, cái áo này thật đẹp thật sự luôn, cổ của nó mọi người này. Em ơi, cái này mặc rất rất xinh cho em, nó đẹp và cách vừa phải luôn mọi người. 59.000 đồng cho em hàng nhá.
59.000 đồng lên luôn cho em mã hàng là T4 cho em mọi người ạ. T4 các chị này, kèm số điện thoại cho em. Đẹp mê mẩn cho các bác luôn. Nhận hàng mọi người này được kiểm tra hàng, chúc cái thanh toán cho em 59.000 mọi người, không đẹp không lấy tiền. À, các chị nhìn rất cho em mọi người này. Quá đã luôn nhé mọi người nha. T4 các chị này kèm số điện thoại cho em. Siêu xinh luôn mọi người, 38 cân đến 55 cân. Size từ 38 cân cho em hàng nhé mọi người nhá. Đến 55 cân là các chị mặc rồi. T4 các chị này kèm số điện thoại cho em này. Xinh xỉu luôn mọi người ơi, 59.000. 59.000 đồng cho em hàng nhá. T4 các chị này. 60 cân không vừa chị ạ, size từ 38 đến 58 cho em nhá. 38 cân đến 58 cân là các chị mặc vừa. À 55 cân em xin lỗi ạ. 38 cân đến 55 cân mặc vừa cho em hàng T4 ạ. Kèm số điện thoại cho em cái set màu trắng cho chị. T4 nhá các chị yêu nhá, kèm số điện thoại cho em. Có vừa đấy chị có mà thôi. Rồi, em qua mã các chị này, em có 59.000 thôi mọi người ơi. 59 cho em lên tiếp các chị một set nhé mọi người. Chị Dung Lê có đơn, chị Trinh Nguyễn có đơn, đơn ạ. Rồi mọi người, em này cái set này của em mọi người này siêu đẹp này. Set này bao xinh như các bác luôn nhá. Em ơi xinh xỉu các chị ạ. Đây. Set bao gồm là một áo cộng một áo ba lỗ cho em. Một áo các chị này kèm một áo ba lỗ luôn nhá mọi người nha. Đây. Ôi giời ơi. Đẹp xỉu cho các bác luôn, nhìn cho em này, một áo ba lỗ mọi người này. Đây. Set giống như là cái set màu be vừa lấy các chị này, mã hàng T5 cho em 59.000 một set. T5 cho em mọi người. Cái này mặc cùng với chân váy cũng đẹp đấy. Cái này các chị mặc cùng với chân váy hay là các chị mặc cùng cho em với lại cái gì nó quên mất nhỉ? Mặc cùng với lại quần jean cho em ấy cũng đẹp mọi người ạ. 59.000 cho một set này. Đây, gồm là một áo ba lỗ các chị ạ. Mình sẽ được một cái áo len nhé mọi người nhá. Áo len mọi người này ba lỗ cho em bằng ba lỗ các chị này. Đó, cộng với lại một áo khác bên ngoài 59.000 nguyên cả một set này luôn. Hai sản phẩm cho em hàng luôn. Mã hàng là T6 cho em, T6 hay T5 nhỉ? T5 các chị yêu ơi. T5 cho em nhá, 59.000. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng. Chuẩn cho em nó là hàng Quảng Châu đẹp. Hàng Quảng Châu đẹp các chị yêu này, T5 cho em 59.000. Cái ghi mã hàng cho em mọi người ạ. Ghi mã thì bên em mới chốt đúng đơn đã các chị được nhá. T5 kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn. Siêu siêu đẹp cho mọi người luôn. Em xả cho các bác 59.000 một set. 59.000 đồng một set nhá mọi người nha. T5 và kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn, nó quá đẹp mọi người ạ. Siêu xuất sắc cho em hàng đấy mọi người ơi. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng, chúc thanh toán cho em 38 cân đến 60 cân nhá. Set này 60 cân. Set này là 60 cân là các chị mặc ok cho em thoải mái mọi người này. Nhận hàng được kiểm tra hàng, trước khi thanh toán cho em. Cả một cái set len này mọi người nhận hàng, không bao giờ các chị thất vọng. Chất len của em hàng vừa mềm. Chất len siêu mềm, siêu mịn cho em mọi người này. Mặc vào nó co giãn. Rất rất thoải mái cho em nhé mọi người nhá. 59.000 đồng một set này mọi người ơi. Lên đơn cho em mã hàng là T5. T5 các chị này kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhé mọi người nhá. À, nãy nhân viên bên shop chị có gọi điện chốt đơn lá nào chị chốt đơn rồi là ok rồi mà chị chốt đơn rồi nhà em gửi hàng rồi đấy. Đây. T5 các chị này kèm số điện thoại cho em nhá. Giá sẽ là 59.000. Chị 59.000 đồng một set các chị yêu này. T5 các bác nhá, kèm số điện thoại cho em này, em còn 3 set nữa là hết. 3 set T5 luôn hết ạ. Một cái áo này các chị mua đã 100.000 cái áo khoác này rồi. Một cái áo khoác lên đã 59.000 rồi mà của em này. Cả Nguyễn Thị có đơn. Cả một áo khoác và một áo dây có 59.000 đồng. Lên luôn cho em mã hàng là T5, kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn, nó quá rẻ mọi người ạ. Đẹp lắm nhá, vừa đẹp mà vừa sang cho các bác luôn. Chị Hồ Vệ có đơn ạ. Rồi hết các chị yêu này. Hết T5 cho em hàng nhé mọi người nhá. Chị Nguyễn Thơm lên số điện thoại. Sang cho em mã áo đỏ chị đi. Rồi tất cả những cái áo cao cấp này màu đỏ các chị này. Cùng là áo này cao cấp màu đỏ nhưng mà nó sẽ khác nhau một chút nhé mọi người. Cho em mấy cái cho em mọi người này. Tất cả những cái màu đỏ lên xem nữa. Cũng này rồi. Rồi mọi người ơi, T6 cho em bằng cái này của em là 220. 220 em xả cho mọi người là 89.000 lốt. 89.000 đồng nhé mọi người nhá. T6 cho em hàng 40 cân đến 58 cân cho em này. Cái này của em là 220 ạ. 220.000 một cái em xả luôn cho mọi người với giá sẽ là 89.000 đồng cho em nhá. Không so sánh giá giúp em. Cái này hôm nay em tặng rồi ạ. T6
T6 nhá mọi người ơi, kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn ạ. Đây. Vừa bán vừa tặng cho mọi người với giá sẽ là 89.000 đồng cho em hàng. Cái này thì chuẩn là hàng cao cấp cho em, ở ngoài thấp nhất là 250 đến 280 cái áo này. Tại vì nó là hàng xịn nhá mọi người. Đây này. Tại vì cái này em chỉ có mấy cái thôi. Mã này của em chỉ có mấy cái đây các chị này. Lên đơn cho em mã hàng là T6 cho em nhá. T6 các chị này. Kèm số điện thoại cho em để em xả 89.000 đây. Lấy cho em cái áo này ở kia chưa? Cái áo mà cổ sơ mi mà chữ ngoài cột ấy. T6 cho em các chị này 89.000. 89.000 một cái nhá mọi người nhá. T6 này. Chị Hoa Hoàng Kim là chị Hoàng Anh Dương, ok chị này, nhà em không có mã là áo len hồng chị ơi. Nhà em mua cái gì phải lên mã nhá chị nhá. T6 các chị này kèm số điện thoại cho em này. Em xả cho mọi người này. Với giá nhá các chị yêu nhá. Sẽ là bao nhiêu tiền đấy ạ? 89.000. 89.000 đồng cho em này. Rồi lên cái mã đấy trước đi. Có. Hết mã T6 rồi mọi người. Hết T6 cho em mọi người này. Lên mã này cho em hàng T7 cho em này. T7 cho em một áo này cực kỳ xịn nhá mọi người nha. Cái này các chị không so sánh giá cho em tặng nốt. T7 cho em hàng mọi người. Em tặng nốt cho các bác cái mã T7 này giúp em nhá. Đây, cái này các chị mặc thoải mái cho em, không bị lộ bụng cho em. Vừa đẹp, vừa sang, vừa đàng hoàng, vừa lịch sự luôn đấy mọi người ơi. Mà lại còn rẻ nhá, cái này 250 một cái. 250 một cái này em xả mỗi chị một chiếc với giá là 69.000 luôn. 69.000 đồng, các bác lên đơn cho em mã hàng là T7 cho em. T7 nhá mọi người nha, kèm số điện thoại cho em. Em này mọi người hôm nay em xả 69.000 dã man luôn các bác. Bình thường mua thấp nhất đầu 2. Mã này các chị ơi. Em chào chị Hoàng, chị Kim. Lâu lắm mới thấy chị là sao ấy. Rồi mọi người T7 cho em xả 69.000. T7 các chị này 40 cân đến 60 cân. Nhưng em này không bị lộ bụng. Em này các chị mặc không hề bị lộ bụng luôn mọi người. 69.000 một chiếc. 69.000 này 40 cân đến 60 cân cho em hàng. À, chị vừa nhận hai áo này chất đẹp lắm, em cảm ơn chị. Mà áo này mọi hôm đắt hơn nhá. Áo này mọi hôm là em bán giá đắt hơn. Đây là hôm nay em sale nốt cho các chị. Hôm nay là em sale nốt cho các chị mọi người này. T7 các chị này kèm số điện thoại cho em, giá sẽ là 69.000. 69.000 đồng một chiếc cho em, hàng này size từ 40 cân đến 60 cân cho em nhá. 40 cân ạ. Đến 60 cân cho em là các chị mặc vừa. Mình sẽ lên đơn cho em hàng là T7 các chị này. Kèm số điện thoại cho em là bên nhận đơn. 55 cân mặc đẹp luôn. 40 cân đến 60 cân cho em mà anh mặc đẹp các ạ. Đấy xả có 69.000 thôi. Em này các chị mặc đi chơi đi đâu cho anh cũng đẹp. Đi chơi đâu cũng vừa đẹp mà lại còn lịch sự nữa. Mã này thì đẹp mà lại lịch sự nhá mọi người nha. T7 các chị này kèm số điện thoại cho em này. Là bên em nhận đơn. Siêu rẻ cho mọi người. Nhận hàng các chị được kiểm tra hàng. Quan trọng là các chị nhận hàng nhé mọi người. Mình vẫn được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Đấy. Em vừa bán các chị yêu này vừa tặng quà cho mọi người. Với giá sẽ là 69.000. 69.000 đồng cho em hàng nhé mọi người nhé. T7 các chị này kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn. Còn bao nhiêu em tặng nốt. Tặng cho các chị nốt với giá mọi người này. Anh à, mình còn thân mặt không? T7 cho em các chị này rồi em qua mã nhé. Cho em sang cái màu kia đi chị. Hết mã này rồi mọi người, hết mã T7 rồi. Em sang màu khác các chị nè. T7 cho em hàng mọi người này. Sang một em màu caro rất đẹp mọi người ạ. Một cái em màu caro siêu đẹp cho mọi người luôn này. Giá cho mọi người là 69.000 các chị ơi. 69.000 đồng cho em hàng nhé. Mã này các bác lên đơn cho em mã hàng là T8 cho em này. T8 cho em 69.000 mọi người. Màu caro này rất đẹp nhá mọi người nha. Nhưng mà em caro này của em có ít. Cái em hôm sau này lúc này một lúc này sớm đã lọ mọ ở kia rồi. Rồi. Mọi người. Em này cái màu caro này màu hiếm có khó tìm các chị ạ. Màu này mọi người siêu đẹp cho em các chị này. T8 cho em hàng 69.000. 40 cân đến 60 cân cho em nhá. Size từ 40 cân ạ à, đến 60 cân cho em các chị mặc vừa. Em mặc cái màu này trẻ trung kinh khủng mọi người ạ. Nhìn gọi là siêu cute mọi người. Mã hàng là T8 cho em hàng nhá.
T8 các bác này, kèm số điện thoại cho em là bên nhận đơn. Vừa bán vừa tặng cho mọi người 69.000 một chiếc cho em nhé mọi người nhá. Cứ lên đúng mã cho em là T8 mọi người này, kèm số điện thoại cho em là bên nhận đơn. T8 này, xét địa tí nữa chị lên. Này, em nhắn tin mà không thấy ai trả lời. Chị ơi, giờ này em gì có ai trả lời hả chị? Giờ này giờ nghỉ trưa mà. Rồi chị Châu, chị Nga, chị Thạch, Mùi, chị Ngọc cho em, chị Mại, chị ơi, chị Thu, Trà, Trần, ok chị này. T8 nhé mọi người nhé. Chị Mai Loan này, chị Thúy Vũ, ok chị này. Chị Nguyễn Thị Ngọc Minh, ok chị này. T8 mọi người là chị Ngô Thị Kim Bò, ok chị này. Chị Phương Duy này. T8 cho em mọi người. Em xả các chị là 69.000 rồi, hết mã này cho em mã đi ô chị. T8 cho em 69.000, hết hàng T8. 69.000 một cái mọi người ạ. Chị Phan Thế Hạnh có đơn, chị Hoa Hoàng Thị Kim có đơn ạ. T8 các chị này kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nha. 69.000 đồng cho mọi người. 69.000 một chiếc các chị yêu này. Tiếp luôn cho em mọi người này. Mã này xinh xỉu mọi người ạ. Em này các bác lên luôn cho em mã hàng là T9 cho em nhé. T9 các chị này kèm cho em số điện thoại. Trời ơi màu đẹp quá mọi người ơi. Những cái này của em bằng thực sự là mê các chị ạ. Đẹp mê các chị luôn, là T9 cho em 69.000. T9 cho em hàng mọi người. 69.000 là một chiếc các mọi người nhá. Lên đơn dùm em mã hàng là T9 ạ, kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn nhá mọi người nhá. Em này 69.000, bác ơi hôm nay em xả có 69.000 một chiếc thôi. Chị nào chốt mình lên đơn cho em, nhà mình không bán quần bạn ơi. T9 và kèm giúp em hàng số điện thoại là các bác mình có đơn. Siêu đẹp mọi người ạ. Đây nhìn cho em cái màu này mọi người này. Cái màu này kiểu như là màu đen xong rồi pha với lại màu be ấy mọi người. Nhìn vào nó sẽ không kiểu là bị mỏi chị mắt các chị này. Nhìn vào cái màu này rất là dễ chịu luôn. Này. T9 cho em giá sẽ là 69.000. 69.000 đồng nhé mọi người nhá. 40 cân đến 60 cân cho em ạ. Chất vải siêu mềm và đẹp. Hôm trước em bán giá cao hơn mà các chị nhận hàng chị nào cũng khen. Phải gọi là chị nào cũng khen mã này nhé mọi người nhá. T9 các chị này kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Em xả cho mọi người. T9 các chị yêu này, 69.000. 69.000 đồng cho em hàng. Lên luôn cho em mã hàng là T9 này, 60 cân mặc vừa. Em này các chị ơi, cái cổ sơ mi này mặc nó rất là đẹp. Rất đẹp và các chị mặc đi đâu cũng hợp. Em này mặc đi đâu cho em cũng hợp luôn nhé mọi người nhá. Này. T9 các chị này kèm số điện thoại cho em. Rất là dễ mặc, dễ phối đồ nữa luôn. 69.000 đồng cho em. Chị Dự Thị Thanh có đơn. 69.000 xong cho em. Cho em thấy rồi, cho em cái áo len rồi, áo len mới. T9 các chị này kèm số điện thoại cho em nhá. Em tặng các chị một cái mã áo len nhé mọi người. Áo len này là hàng tặng. Áo len này là hàng mà em tặng quà vừa bán vừa tặng cho mọi người. T9 các chị này. Chị Diệu Thuận ok chị này. Em xả là 69.000. 69.000 là một chiếc mọi người này. Lên đơn cho em mã hàng là T9 mà kèm giúp em số điện thoại này. Mã này em tặng nốt nhỉ. Áo len các chị ơi T10 cho em. Áo len này em còn tầm khoảng 15 cái nữa là hết này. Em còn tầm khoảng 15 chiếc nữa là hết nhé mọi người. T10 và các bác kèm cho em len thổ cẩm siêu dày cho em, rất dày. 40 cân đến 60 cân mặc về em xả lẫn mẫu này. Cái này em xả lẫn mẫu toàn hàng len dày. Mẫu này của em hàng toàn bộ nó đều là hàng len dày và rất là đẹp nha các chị yêu nhá. T10 này em xả không chọn mẫu này, em xả nốt 45.000 là các chị em mình len dày đấy ạ. Nói không với hàng len mỏng mọi người ơi. Nó là hàng len siêu dày dặn của em hàng. Đó, mã hàng là T10. Cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn mọi người. Em vừa bán vừa tặng các bác nhá. 45.000. 45.000 đồng cho em hàng ạ. Mình lên đơn cho em mã hàng là T10 cho em nhá. T10 các chị yêu này kèm số điện thoại cho em là bên nhận đơn rẻ quá. Siêu rẻ cho mọi người luôn các chị yêu ơi. Em xả cho mọi người các chị yêu này với giá sẽ là 59.000 à, em sẽ là 45.000. 45.000 đồng được cái nào hoan hỉ nhá. Được cái nào mọi người ơi, các chị mình hoan hỉ cái đấy cho em hàng. T10 các bác này, kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhá mọi người ơi.
size từ 40 cân đến 60 cân, cái nào cũng dày lắm, không có len mỏng nhé mọi người ơi, em nói luôn à. Những mã này của em hàng không có len mỏng. Toàn bộ của nó đều là hàng len dày, còn màu nào em xả, màu đấy em xả là các chị là 45.000. 45.000 đồng cho em hàng T10 các chị này, kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé mọi người nha. Đẹp lắm chị ạ. Em này của em hàng này siêu siêu xinh cho mọi người luôn. T10 các chị này kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nha. Là bên nhận đơn. Siêu siêu rẻ nhé mọi người. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Em xả có 45.000 đồng. 45.000 đồng cho em. Em nhận thêm 5 chị nữa. Chị nào mà lấy hai chiếc này bên em sẽ nhặt cho mình là hai màu khác nhau. Em chốt thêm đúng 3 chị nữa. Áo len giá 45.000 nhé mọi người nhá. T10 T10 này 45.000. 45.000 là một chiếc các chị yêu này. T10 này kèm theo chị tặng cho em cái áo len xanh này. Em lên hàng xịn nhé mọi người. Lên cho các chị hàng xịn mọi người. Đây áo len xanh. Chị Thanh Dương có đơn. Em lên hàng VIP nhé mọi người. Đây. Đúng hàng VIP thật các chị nhìn cho em này. Len của nó len lông các chị nhìn cho em nhá. Len lông cổ lọ cho em, siêu mịn cho em. Đây. Đẹp dã man các chị này mà có mấy cái thôi nhé mọi người. Em này của em các chị mua là 320 này 40 cân đến 65 cân cho em hàng. 40 cân là đến 65 cân len lông cổ lọ mọi người. Đây. Len cổ lọ len lông cho em mọi người này, 40 cân đến 65 cân mặc vừa cho em hàng T1 cho em nhá. 320 em xả nốt 99. Đây. Có một cái này, 2 này, 3 này, 4 này, có 5 cái ạ. Có 5 cái nhé mọi người, 99.000 đồng. Đây là hàng cao cấp, em có đúng 5 cái không? 99.000 đồng cho em hàng. Lên giúp em mã hàng là T11 ạ. Và các chị kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn nhé, em xả luôn 99.000 đồng. T11 nhé các chị yêu nhá. Chị Hà Lê hôm qua có chuyển khoản cọc cho bên em chưa? Nếu mà chưa là hôm nay không đọc nữa nhé, để đỡ mất công là chốt đơn ý. Nên là em không biết hôm qua chị có cọc chốt cho bên em chưa. Chị Nhung Đinh ok chị nè. Như em T11 cho em. Các chị này em xả cho mọi người là 99.000. 99.000 đồng cho em mọi người này. Em chỉ có mấy cái thôi đấy mà có 5 cái. Chị Anh Vũ này, chị Thương Trương này, 65 cân rồi mà cửa. Ở ngoài cái này là hàng hơn 300 đấy mọi người. Nó là hàng đắt nên em có dám lấy nhiều đâu. Em lấy có mỗi 5 cái đấy mọi người nha. T11 này. Chị Hoài Thương ok chị này. Nó đây là nó là hàng len lông mọi người, len lông dày mịn và xịn nha các chị yêu nha. Em xả cho mọi người là 99.000. 99.000 đồng cho em. T11 và kèm số điện thoại cho em là em chốt đơn 65 cân rồi mặc vừa cho em rồi, hết qua mã này. Qua mã là các chị cho em xem áo trắng là gì. Rồi em qua mã nhé mọi người nha. Áo lông kìm thì em hết hàng rồi. Áo lông thỏ thì đây mọi người xem này. Đây là áo lông thỏ nha các chị yêu nhá. Đây. Áo khoác lông thỏ cho em mọi người này. Siêu siêu đẹp cho em luôn. Mã hàng là T12 cho em này. Em có mỗi mấy cái đây, 5 cái em xả các chị luôn 59.000. 59.000 đồng cho em hàng mọi người, T12 cho em nhá. Đây là áo khoác lông các chị cho em mọi người này. Áo khoác lông mọi người, nhìn cúc của nó xịn chưa? Cái cúc của nó siêu siêu xịn cho mọi người luôn. Em tặng các chị luôn với giá sẽ là 59.000 đồng cho em màu trắng mọi người này. T12 cho em nhé mọi người nhá. 59.000 một chiếc cho em luôn. Chị ơi, bây giờ em không cho số tài khoản đâu. T12 cho em chị này. Giày năm nay làm sao mà cho dây khoản được. Chốt đơn hôm qua. Hôm qua cũng chọn đấy chọn đẻ. Thôi không phải đọc vào Hà Lê nữa nhé. Hôm qua cũng chọn đấy chọn đẻ. Xong hôm nay vẫn em cho chị dây khoản đi. Hôm qua có chốt đơn đâu. Rồi T12 cho em mọi người, em xả 59.000. 59.000 đồng 40 cân đến 65 cân mặc vừa. Chị Mai Loan Nam này. Chị Su Su này hả? 59.000 này. Chị Nguyễn Thị Ngọc Minh ok chị này. 59.000 một chiếc nhé mọi người nhé. T12 cho em. T12 các chị này kèm số điện thoại cho em mọi người ơi, là em nhận đơn này. 40 cân đến 65 cân cho em. 65 cân đổ lại cho em là các chị mặc vừa. T12 cho em cho bộ gió này. Bộ gió các chị nhá. T12 cho em các chị này. Kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Đây rồi mã này các chị yêu ơi, nhìn cho em nè. Mọi người đây là bộ gió hàng 550 này. Có chị nào nhận bộ gió bên em chưa mọi người?
Có chị nào nhận được bộ gió của bên em chưa cho em xin feedback đi mọi người. Này, bộ gió này là hàng 550 các chị nhá, cả bộ gió luôn ấy. Ủa, chất gió sờ sướng dã man. Ai mua bộ gió thì các chị biết bộ gió toàn 500 đến 700 mà. Bộ gió toàn 500 đến 700 một bộ gió các chị yêu ơi, nhìn cho em này. Các chị comment cho em là bộ cao cấp cho em nhá, bộ gió cao cấp cho em à. Bộ gió cao cấp các chị này kèm cho em sẵn lại 40 cân đến 57 cân. 40 cân cho em hàng nhá, cho đến 57 cân các chị nhìn cho em này. Sướng ạ. Đây, nhìn này các chị biết quần xịn hay không ngay, quá xịn luôn ạ. Giá bán là 5 đến 700 một bộ gió. 500 đến 700 nghìn một bộ gió nhá các chị nhá. Em tặng các chị 170 nghìn nốt. 170 nghìn là một bộ gió cho em. Các chị lên đâu cho em hàng là bộ gió cao cấp và kèm cho em sẵn lại nhá. Đây em có tầm khoảng mấy bộ thì không biết. 170 nghìn đồng một bộ cho em. Mình sẽ lên đơn cho em hàng là bộ gió cao cấp này, kèm số điện thoại cho em nhá. Em còn em xả nốt. Còn bình thường hôm trước bộ này nhà em bán là 220. Hôm trước là 220 mọi người ơi. Xả cho mọi người các chị yêu này, với giá sẽ là 170. 170 nghìn đồng cho em hàng. Lên đơn cho em hàng là bộ gió cao cấp cho em nhá. À, chốt đơn 2 áo, nếu mà gọi điện rồi là đi hàng rồi đi chị ơi. Bên em đã, nếu mà đã gọi điện rồi là bên em gửi hàng đi rồi nhá chị nhá. Cái này thì em hết size 60 rồi. Bộ gió cao cấp của chị Tươi Hoa. Em còn size từ 38 cân đến 57 cân. 38 cân các chị yêu này đến 57 cân cho em nhá. Nếu mà tất cả ai mua bộ gió của nhà em rồi thì đều là giá là 220 nghìn đấy mọi người. Bộ gió em xả các chị là 170. Một cái quần này các chị đi mua đã hơn 200 nghìn rồi đấy ạ. Này, bộ gió nhá các chị yêu nhá, kèm số điện thoại cho em. Chị Mai Lê có đơn. Em xả là 170 mọi người. Bộ gió này các chị mặc siêu bền, các chị mặc mấy năm. Các chị phải mặc mấy năm bộ gió luôn nhá các chị yêu nhá. Xả cho mọi người với giá sẽ là bao nhiêu ạ? 170 nghìn nốt. Bộ gió và kèm cho em số điện thoại nhá, áo lông vừa giới hết hàng rồi chị ơi. Bộ gió các chị yêu này 170 nghìn cho em một bộ. Đấy. Chị nào mà thích mặc hàng cao cấp hẳn nhé mọi người ạ. Đây không phải là hàng vừa tiền em nói luôn. Bộ này nó không phải là hàng bình dân đâu ạ. Không phải là bộ vừa tiền mà chị nào mà thích ăn chơi hẳn thì các chị mặc bộ này. Bởi vì bộ này ở ngoài bán toàn là 500 đến 700. Chị Thủy, toàn 500 đến 700 không phải là chất gió thường đâu. Đây là chất gió xịn. Cái gió này của em là gió mềm nhá. Gió này là gió giãn đấy các chị đây này. Các chị có nhìn thấy cái độ co giãn đó mọi người. Đây là gió giãn không phải là gió cứng nhá mọi người nhá. Đó. Gió này của em gió mềm mà cực kỳ sướng cho em luôn. Em khẳng định với các bác là đây không phải là hàng bình dân, đây là hàng gió xịn. Đó. Bộ gió cho em nhá mọi người nhá, em xả là 170. Đây là các chị mua của em là các chị được mua giá xả thôi, ở ngoài bán rẻ nhất. Rẻ nhất bộ này là từ 550 đến 650 một bộ đến 700 luôn nhá mọi người. Đây. Không đẹp em mà không lấy tiền đấy các chị, cả bộ bên này. Nó là hàng Quảng Châu mà. Bộ này hàng tàu đấy mọi người, nhìn cho em này. Đây. Bộ này hàng Quảng Châu đấy các chị ạ, nhìn cái bộ đồ của người ta đây các chị này. Nhìn từ cái cách gập cho em, nhìn từ cái bên ngoài cho em. Đã biết nó là hàng xịn rồi, từ cái bản dây rút của em mọi người này. Đấy, có mũ nhá. Bộ gió của em hàng có mũ luôn, một cái áo đã đẹp rồi cơ. 170 nghìn. 170 nghìn một bộ các chị này, lên đơn cho em hàng là bộ gió cho em này. Chị Hoa Hoàng Thị Kim một bộ này. Bác nào thích ăn chơi thật sự thì nhớ lấy bộ này của em. Bác nào dân chơi nhớ lấy bộ này nhá. Đây là hàng cao cấp mọi người. Đây. Còn hàng bình dân nhà em nhiều lắm. Hàng bình dân nhà em thì em khẳng định là em rất nhiều hàng bình dân. Nhưng mà hàng cao cấp thì nhà em rất ít. Cái bộ gió này nó là hàng gọi là cực xịn rồi. Bình thường chẳng bao giờ em lấy bộ gió bán bởi vì giá cao lắm mọi người, em gì dám lấy đâu. Bộ này là em bán hộ bà chị em thôi. Này, 170 nghìn một bộ các chị này. Lên đơn cho em ạ, hàng là bộ gió các chị này. Kèm số điện thoại cho em nhá. Hàng này không xịn gửi lại hàng cho em. Bác nào mua bộ gió nhà em mà bảo hàng mua bộ gió không xịn cứ gửi lại hàng cho em. Em trả lại tiền cho các bác luôn nhé mọi người nha. Em qua mã các chị này. Chị nào lấy bộ gió thì các bác lên nốt cho em ạ, hàng là bộ gió và kèm gió cho em. Em xả là 170. Nhìn cho em mọi người này. Từ cái dây rút của nó mọi người này. Đấy, 170 nghìn cả bộ này. 170 nghìn đồng một bộ nha các chị yêu nha. Lên đơn hàng cho em mã hàng là bộ gió mọi người này. Kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Rồi tiếp luôn em qua mã các chị mọi người nhá. 170 ạ. Cho em cái áo lên cô gái nha chị. Rồi cái này của em nó là len ướt, em xả nó không chuẩn màu các chị này. Cái len ướt này của em nhé, em xả không chuẩn màu mọi người, len ướt tay bồng này. Xả nốt cho các chị em mình nhá, 50k đi.
50k các chị lên đơn cho em hàng là T13 cho em nhá. Nó là dáng lỡ thì các chị này. Dáng còn là dáng lỡ em xả không chọn màu nhá, đẹp lắm, lên ướt đấy mọi người. Đây. Dáng lỡ các chị này có 1 cái, 2 cái, 3 này, 4 này. Cái này không phải rồi, cái này là dáng của nó dáng nhỏ hơn rồi. 5 cái này. Đây dáng nhỏ rồi. Gió của chị ếch cốm có đơn. Cái này các chị lên đơn cho em mọi người này. Bình luận cho em mà có 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Có 5 cái được các chị ạ. T13 cho em 50.000. T13 cho em hàng mọi người ơi, 50.000 một cái nhá. Lên đơn cho em mọi người này, T13 bộ giao chỉ có 1 màu thôi. Đấy. T13 cho em này của chị Nguyễn Thị Ngọc Minh này. Có 5 chiếc nhá, xả 50.000. Đây là lên ướt mọi người. Chị Sân Nguyễn ok chị nè. T13 là lên ướt xịn nhá mọi người nhá. Lên này nó là lên mềm xịn luôn. Lên ướt mua toàn hơn 200.000 đấy mọi người. Em còn sắp mấy cái của 5 cái của năm ngoái mới xả. Chị Thu Hà Phan là chị Khánh Nguyễn ok chị là tất không còn. Tất không còn nhá. Rồi cái này của nó là T14 cho em. Cái này là của hàng bé từ 20 cân đến 35 cân cho em nhá. 20 cân đến 35 cân cho em này. Có 4 cái mọi người, T14 cho em cũng 50.000 này. Cái này là lên ướt này là từ 25 cân đến 35 cân nhá. 25 cân đến 35 cân mặc vừa cho em này, em có 4 cái nhá. T14 mọi người. T14 các chị này kèm số điện thoại cho em này. Có 4 cái nhá. Có 4 cái mã T14 ạ. 25 đến 35 cân cho em mặc ok. Đây các chị tranh thủ mua cho con có 4 cái đó. Tự nhiên có 4 cái hàng trẻ con nó nhảy vào. Mọi người lên đơn cho em mã hàng là T14 các chị này kèm số điện thoại cho em là bên chốt đơn. Đây. Cái em mua ngoài của trẻ con chắc là khoảng là 120 hoặc 150. 120 hoặc 150 một chiếc các chị này. Tặng các chị 50.000 luôn này. T14 các chị này kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nha. Là bên em chốt đơn. Cái này dành cho bé là từ 20-25 cân đến 35 cân. 20 cân là cũng mặc được đấy. T14 các chị này. Chị Hoa Hoàng Thị Kim ok một chiếc này hết này. Cho em cái set hồng này. Hết T14 nhá các chị yêu nhá. Hết T14 rồi này. Cái này các chị lên đơn cho em mã hàng là T15 cho em mọi người. T15 cho em một set nhá mọi người nhá. Cái này gồm cả set này. Cái này sẽ bao gồm cả set nhá mọi người. Một áo len kèm một là áo ba lỗ các chị ạ. T15 cho em là 59.000 nốt rồi các chị. T15 cho em hàng mọi người này. Một cái áo ba lỗ nhá mọi người nhá. Kèm một cái áo khoác như này có 59.000 đồng. 59.000 đồng cho em hàng ạ. Mọi người lên đơn giúp em mã hàng là T15 cho em. Rẻ hơn là một cái áo phông. Rẻ hơn cả một chiếc áo phông như các chị yêu nhá. T15 text số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em mọi người. Quá là rẻ mọi người ạ. Có 59.000 cả set này đem có. Em có hơn 10 set. Em còn tổng cộng là hơn 10 set nha các chị yêu nhá. Lên đơn cho em hàng là T15 và kèm số điện thoại cho em một chất mềm dã man co giãn các chị này. Lên siêu mềm và siêu co giãn cho em hàng nhé mọi người. 59.000 một set. 59.000 cả set cho em hàng nhé mọi người nhá. T15 các chị này kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn. Siêu rẻ cho các bác luôn. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. 40 cân đến 60 cân. Size từ 40 cân cho em hàng nhớ. Đến 60 cân là các chị được mặc vừa cho em luôn này. T15 này. Kèm số điện thoại cho em. Cái cúc của em đẹp lắm mọi người. Nhìn cúc cho em này, áo màu hồng nhá. Thì cúc của nó cũng sẽ là màu hồng luôn. Cái áo dây này các chị mặc cho em được cả 4 mùa luôn này. Eo ơi. 59.000 cả set cho em hàng. 59.000 đồng cả set luôn nhá mọi người nha. T15 này kèm số điện thoại cho em. Một set này mà các chị mua nguyên một set này các chị rẻ hơn cả một cái áo dây. 59.000 một set cho em hàng. T15 các chị này kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Cho em cái len dày như vậy. Có một cái len này siêu dày này. Đây. Em tặng các chị một mã len dày nhá. Len này là hàng dày lắm mọi người ạ. Nó dày gấp đôi những cái áo khác ấy.
Cái len này của em nó sẽ dày gấp đôi tất cả những cái áo len khác luôn chứ mọi người. Đây. Siêu siêu dày và ấm cho em nhé mọi người nhá. T16 cho em. 65 cân đổ lại cho em. Cái len này của em nó là len len giấu quần luôn. Len giấu quần luôn ạ. Áo này thì đúng là cầm một loại nó phải dày gấp đôi cả đang mặc của em. Mà thậm chí em còn sợ nó dày gấp 3 cơ. Dày gấp đôi hoặc dày gấp 3 luôn đấy mọi người ơi. Siêu dày mà cực kỳ ấm cho em nhá. Mình sẽ lên đôi cho em nó là dáng rộng. Các chị này T16 cho em 59.000. T16 cho em hàng ạ 59.000 đồng giúp em. 65 cân đổ lại các bác mặc vừa nhá. 40 cân ạ đến 65 cân cho em là mình sẽ mặc vừa. Lên đơn cho em mã hàng mọi người này là T16 giúp em. T16 các chị yêu này, kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn nhé mọi người nha. Rồi, tặng các bác mọi người 59.000 đồng cho em. Có dã man không mọi người? Áo cộc quần là 120-130 rồi. Áo len dày dài xịn như này em tặng các chị 59.000. Áo đang mặc của em là T15 giá 59.000 chị ơi. Rồi T16 luôn cho em ạ. Đây. Không dày các chị gửi lại hàng cho em nhé. Cái hình này của em không phải là hình in đâu. Đây mà cái hình, những cái hình trái tim của em này là len mà người ta dệt thành. Len người ta dệt thành luôn đấy mọi người ạ. T16 như các chị yêu nhá. Kèm số điện thoại cho em xả luôn 59.000. 59.000 đồng cho mọi người này. T16 các chị này, chị Hồ Vi ok một chiếc này. 40 cân đến 65 cân. Cái này mà các chị mặc cùng với lại một cái quần short xong đi một đôi bốt cho em vào thì cực kỳ đẹp luôn. T16 cho em nhá. Quá đẹp luôn, 59.000. 59.000 đồng một chiếc nhá mọi người nha. Lên giùm em mọi người này, T16 cho em áo, lên áo len dáng dài, với áo này là áo len dáng dài. Áo này là áo len dáng dài nha các chị yêu nhá. T16 các chị này, kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhá mọi người nhá. Nhận hàng các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. T16 các chị này, kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. T16 chị Đào Lê, chị Mận Nguyễn ạ. Siêu siêu rẻ luôn nhá mọi người ơi. Em xả cho các chị yêu mình mọi người này. Với giá sẽ là 59.000 ạ. 59.000 em chuẩn bị qua mã nhá mọi người ơi. Bác nào mình chốt đơn cho em một quần, cái quần T16 các chị này, chân váy em còn không quay lại nhá bạn ơi. Nhưng mình qua mã sẽ không quay lại mã nhá. T16 và kèm số điện thoại cho em. Đây. Em xả cái này 59.000. T16 chị Trần Mai ạ. 59.000 một chiếc các chị này, cho em cái áo lông một cái này. Đây đây. Đây. Một cái. Này cái này thì có duy một cái này của em là hàng 499. Cái này của em là hàng 499.000 các chị này, em có duy nhất một chiếc nhá. Có đúng một chiếc này cho mọi người theo bên trong trần trám các chị xem mọi người này. Rồi. Hàng này của em là 499.000. 499 em có một cái, em tặng các chị 225.000 cho em. Duy nhất một chiếc nhá mọi người, nhìn cho em này. Cái lông của nó hoàn toàn là hàng lông thỏ mọi người ạ. Lông thỏ này siêu siêu đẹp cho em nhá. 499 xả cho mọi người là 225.000. 40 cân đến 50 cân cho em. Chiếc này sẽ từ 40 cân đến 50 cân. Em đố bác nào bây giờ tìm được áo này mà mua được giá 250 luôn. Không bao giờ có giá 250. Cái này là hàng 499, là hàng 500.000 của em. Em còn sót duy nhất một chiếc. Đây là áo, đây là áo dạ lông thỏ. Nó là áo dạ lông thỏ nhé các chị nhé. Tặng các chị này. Các chị lên cho em mã hàng là 225 và kèm xoan xuống lại. Một chiếc duy nhất. Đó, một chiếc duy nhất cho em nhé mọi người nha. Em này là từ 40 cân đến 50 cân mặc đẹp. Comment cho em mã hàng là 225. 225 các chị này, kèm số điện thoại cho em là bên nhận đơn nhé. Trên 50 cân thì mình mặc nó sẽ hơi kích vai một chút. Đây là dưới 50 cân là mặc đẹp nhất nhá. 38 cân đến 50 cân cho em và các chị yêu nhà mình sẽ mặc vừa. Lên luôn cho em mã hàng là T, à cho em 225. 225 các chị này, kèm số điện thoại cho em. Em này mà các chị mặc đi chơi là hết ý luôn đấy. Rồi chị Nguyễn Thị Hương, chị Nguyễn Thị Hương. 225 này có một chiếc duy nhất các chị này. Phiên bản này là hàng độc nhất vô nhị, chỉ còn đúng một chiếc nha các chị yêu nhá. Chốt đơn cho em là 225 và kèm cho em số điện thoại này cho em quần lên chị. Tặng cho các chị cái quần. Tôi cho em cái áo khác em mặc vào. Em tặng quần cho các chị mọi người này. Quần em còn tầm khoảng là chục cái nhé mọi người ơi. Em còn tầm chục cái quần lẻ mẫu mọi người ơi. Và em phải tư vấn rõ ràng là các chị, quần nhà em là 19.000, không phải là 120, không phải là 190.000.
Đây là 19.000 là các chị đừng đòi của em là quần phải được như 190.000 nha các bác nhá. Đây. Quần này của em là quần lẻ mẫu em tặng này. Đây. Có những chị bỏ ra 1.000 mà đòi phải hàng như đòi là hàng 1 triệu ấy thì em cũng không biết là đầu các chị là có nảy số không đây này. Thề luôn, đến nơi nhận hàng nhiều bà cứ em ơi, sao quần của em không giống với em cầm cái này kia. Mà em rõ ràng trên line em bảo là em xả hàng lẻ, mỗi có một cái em xả hàng lẻ, phải đòi hỏi được như thế này, được như thế kia. Mà chỉ bỏ ra 19.000 chứ đâu có phải 19.000 đâu. Em bảo là em xả quần lẻ 19.000 thì được cái nào các bác hoan hỉ cho em. Chứ em không có xả là chọn từng cái một nhé mọi người nhá. Đây này, như cái quần này của em 19.000 làm gì có đủ tiền vải đâu mọi người. Không đủ một nửa tiền vải nhá. Nếu mà tiền vải của cái quần này nó sẽ rơi từ khoảng 50.000 tiền vải, 20.000 tiền công nữa, hoặc 30.000 tiền công nữa. Đây, em xả các chị là 19.000 đồng. 40 cân đến 52 cân mặc đẹp, 40 cân đến 52 cân mặc đẹp. Các chị comment là tặng quần 19k. Thôi ghi cho em mã hàng là T17 đi. T17 cho em đi, giá là 19.000. T17 cho em mọi người này. T17 cho em nhá. Bộ gió các chị Minh Bùi ok chị này. Bộ gió là 170.000. Rồi, comment cho em mã hàng là T17 nhá. Quần này em tặng các chị không chọn mẫu đâu, quần lẻ mà. Quần lẻ tặng các chị cho mình là 19 nhá một quần. 19.000 nhá. Cái này, những cái này bỏ ra này, cái này không lấy đâu. Cái này 50. Các chị lên đâu cho em không phải cái đấy đúng không? Đấy là các chị lên đơn cho em mọi người, bình luận cho em mã hàng là cái gì mà quên mất đi nhỉ? T17 cho em nhé mọi người, 19.000 một quần. 19.000 một quần các chị này, T17 mọi người này. Được cái nào thì hoan hỉ cho em thôi, 19.000. 19.000 em không xả là chọn mẫu là cho em ơi, cho chị mẫu này cho chị mẫu kia đâu mọi người ạ. Chính với chị Ngọc Minh. Còn cái nào em tặng cái đấy nhá, 19.000. 19.000 đồng cho em mọi người này. T17 các chị này kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Siêu siêu rẻ cho mọi người luôn rồi ạ. Size từ 38 cân đến 52 cân. 38 cân các chị này đến 52 cân cho em nhé, 19.000 một quần. Em xả là 19.000 đồng một quần cho em mọi người này. T17 các chị này kèm số điện thoại cho em xinh cực kỳ luôn. 38 cân đến 52 cân cho em nhé. Cái này mà được mẫu nào thì mình lấy mẫu đấy cho em thôi. Chị lần lần 2 chiếc. Đẹp lắm. Nghe quần này mọi người tính với 89.000 thì đúng là nó là rẻ hơn rẻ lau. Đúng là nó rẻ hơn cái rẻ lau đấy mọi người. Mà chất của nó rất rất là đẹp nhé mọi người nha. 19.000 đồng một chiếc mọi người này. Lên đơn cho em mã hàng là T17 các chị này. Kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn. Quá đẹp. Quá đẹp và quá rẻ cho mọi người luôn. 19.000 một chiếc hết rồi. Qua mã các chị nhé. 19.000 đồng cho em mọi người này. T17 các chị này kèm số điện thoại cho em là bên nhận đơn rồi em qua mã này. Em lên là các chị áo đang mặc nhé mọi người. Áo này của em hàng xịn đi các chị này. Áo này chị nào thích này. T18 cho em xả 75.000. T18 cho em nhé. Áo này em xả cho mọi người luôn với giá sẽ là 75.000 đồng cho em hàng. 75.000 một chiếc nhé mọi người. 40 cân đến 65 cân này em có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 cái ạ. Có 7 cái mọi người, có 7 cái nhá. T18 cho em. T18 em xả 75.000. T18 mọi người em xả các chị luôn là 75.000 đồng một chiếc cho em áo khoác. Áo này của em hơn 200 nên em xả mất 75.000. một chiếc nhé mọi người nhá. Mình lên đơn cho em ạ, hàng là T18 giúp em. T18 các chị này, kèm số điện thoại cho em là bên nhận đơn. Chỉ có 7 cái thôi. Chị Trà Minh những một chiếc này nên là các chị bình luận sau là hết đấy. Chị Mai Phương một chiếc ok chị này. 40 cân đến 65 cân cho em cái màu khoác này, màu khoác xịn đẹp lắm. Mịn lắm. Cái chất len này là chất len mịn nhé mọi người. T18 này. Dung Lê ok chị này. T18 mà các bác kèm cho em số điện thoại này. Chị Ngọc Minh này, chị Vân Lưu ok chị này. Hết này. Hết T18 nhé mọi người. Hết T18 này. Cho em cái mã áo màu be chị. Cái này của em cùng là màu be các chị yêu, nhưng mà cái cổ của nó sẽ khác nhau. Em xả không chọn đâu nhé các chị xem. Em chỉ xả màu be thôi, em xả không chọn kiểu đâu. Được cái nào thì các chị lấy cái đấy cho em nhé mọi người nhá.
cùng là màu be các chị yêu nhá. Được cái nào thì các chị lấy cái đấy cho em thôi mọi người. Mã hàng là T19 cho em nhá. T19 cho em này. Được mẫu nào các chị hoan hỉ cho em nhá. Cái này của em là 250.000 một chiếc, em xả nốt 89.000 này. Xả nốt cái này là 89.000 đồng cho em nhá. Em chỉ xả cùng chọn cái tông của nó thôi chứ không chọn kiểu tay đâu. Được cái kiểu tay nào thì các chị lấy cái đấy cho em thôi nhé mọi người nha. Lên đơn cho em mã hàng là T19 ạ. À. Em xả là 89.000 một chiếc. 89.000 đồng cho em nhé mọi người. 40 cân đến 57 cân cho em. 40 cân các chị này đến 57 cân cho em. Mà các chị mặc vừa T19 giúp em có mấy cái này. T19 mọi người có 6 cái nhé. Được có 6 cái này thôi mọi người ạ. Đây là chị nào mình chốt thì lên luôn cho em mã hàng là T19 ạ. À. Kèm số điện thoại cho em. Là bên em chốt đơn. Em xả nốt 89.000 mà. 89.000 một chiếc các chị này. Mã nào cũng đẹp, cùng một tông cho em mọi người này, cùng một tông màu be cho em này. T19 các chị này, kèm số nào cho em 40 cân đến 58 cân. Cái là toàn là 250 đấy. Bình thường toàn 250 một cái thôi mọi người. T19 các chị này kèm số điện thoại cho em, xinh cực kỳ luôn, em xả 89.000 đồng. 89.000 đồng cho em hàng này. T19 này, cái màu cho em T19 này, cho em cái áo kìa. Màu cà phê. Rồi em qua mã tiếp cho các chị mọi người này. Lên em này là hàng xịn nhé mọi người. Một em áo len lông này. Một em áo len lông cổ lọ nha các chị yêu nhá. Lên một em len lông cổ lọ cho mọi người này. Cân đến 65 cân cho em. Size từ 40 cân nha các chị yêu nhá. Đến 65 cân mọi người. Ơi. 65 cân đổ lại cho em các chị mặc vừa đẹp cho mọi người. Đây, em này ở ngoài mọi người này. 320 đấy ạ. Chuẩn hàng len lông dày đấy các chị nhé. Dày này, len lông cho em chất siêu đẹp cho em này, 320.000 một chiếc. Em xả cho mọi người với giá là 99.000. 99.000 đồng cho em mã hàng T20 có mấy cái rồi, còn màu đẹp mọi người ạ. Cái này còn là màu đẹp luôn nhé các chị nhé. Siêu ấm áp cho em, 65 cân đổ lại cho em. Đúng em là chỉ cần mặc cho em một cái chân váy da hoặc là quần sóc da thôi là đã rất là đẹp rồi. Lên luôn cho em mọi người này, áo bên trong không bán là T20 nhé mọi người. T20 cho em. Cho em tặng các bác luôn 89.000 cho rực rỡ đi. Đổ ý em tặng luôn 89.000 cho mọi người, cho phê một mã này. Cho các bác sướng nhé mọi người nhá. Nhớ là feedback cho em nhá. Đã sale cho các bác 89.000 nhận hàng đẹp, mã này phải feedback cho em đấy nhá mọi người nha. Không ai em giận luôn đấy. Xả 89.000 cho các bác đây mọi người này. Siêu siêu rẻ luôn. T20 cho em, 40 cân đến 65 cân cho em. Chị Đặng Sang, chị Vân Hoàng các chị này. T20 cho em mọi người này. Chị Vân Hồng có đơn. Mua ở ngoài toàn 300 mấy các chị ạ. Cái này lên lông dày, cổ cao, cổ lọ cho em mọi người này. Ấm áp cực kỳ luôn. T20 nha các chị yêu nhá. Kèm số điện thoại cho em mọi người này. 40 cân ạ, đến 65 cân. Ở ngoài còn cái mẫu đấy như ở ngoài còn mấy cái. T20 các chị này, kèm số điện thoại cho em. Là bên em chốt đơn mọi người này. 65 cân mặc vừa nhá, chứ em xả 89. Em xả hàng cho mọi người với giá sẽ là 89.000 đồng. 89.000 đồng cho em nhé mọi người nhá. T20 kèm số điện thoại cho em mọi người này. Tinh xỉu luôn mọi người ơi. Nhận hàng các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Lên đơn cho em là T20. Mua hàng nhà em rẻ mà quá tuyệt vời, em cảm ơn chị yêu này. Mã này em đáng ra là em định bán 99.000 rồi, thế là mà em lại tặng các bác là 89.000 đi mọi người. Ấm dã man, rất là dày. Siêu dày và siêu mịn cho em mọi người ạ. T20 cho em xảo cho mọi người là 89.000. Em này không đẹp em hoàn tiền. Khẳng định là mã T20 không đẹp em bằng hòa tiền cho các bác luôn. Lên đơn cho em bằng là T20 các chị này. Kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nha. Là bên nhận đơn siêu xinh. Đã đẹp lắm mọi người, xả 89.000 này. T20 này. Đọc tiền có đơn ạ. Đây cái này của em có mấy cái này. Chị Đặng Xoan nhé, chị Bông Bông có đơn. Chị Thu Hương có đơn. 1, 2 này, 3 này, 4 này, có 5 cái.
Cái này có 5 cái nhưng em xả không thuận màu các chị ơi, có 5 cái. Ui, cái này đẹp lắm mọi người ạ. À. Ô cái này xinh lắm ý. Cái này hàng kiểu ấy, các chị cho em mọi người này. Mặc lên đảm bảo là bao xinh các chị cho em rồi. Đẹp chưa ạ? Ô cái này mọi người ở ngoài bán toàn là 250 nhá, nhìn cho em này, chất này. Sướng không? 52 cân đổ lại mặc cho em đẹp. 52 cân đổ lại mặc cho em đúng, cái này mặc vào như công chúa luôn. Mọi người em tặng các chị 59 nghìn, có 5 chiếc không chuẩn màu. Có 5 chiếc em xả không chuẩn màu cho em. Không xinh không lấy tiền. Được chưa mọi người? Eo nhìn cái cổ của nó đã mê rồi các chị ạ. Em tặng các bác 59 nghìn đồng cho em. Cái này nó giãn đi mọi người cho em này. Đây. Nó siêu giãn cho các bác luôn nhá mọi người nhá. Đó 38 cân đến 52 cân cho em mặc quá tuyệt vời luôn. Cái áo này em nhớ không nhầm ý, là trong shop toàn bán là 250 nghìn đến 280 nghìn. Toàn bộ là 250 đến 280. Em có mỗi 5 chiếc nhà em xả không chọn màu 59 nghìn đồng. 59 nghìn đồng nhá mọi người nhá. T21 ạ. À. T21 các chị này. Kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn nhá mọi người nhá. Quá rẻ luôn, 59 nghìn đồng một chiếc. Ok, chị có được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhá chị nhá. Rẻ hơn cả một cái áo của hàng trẻ con mọi người. Đây, các chị nhìn cổ cho em cái chỗ này ngọc nhá. Chỗ này của em mọi người đính ngọc hết luôn. Quá là xinh luôn mọi người, 59 nghìn đồng cho em hàng. Đen 21 chị Hương Đỗ có đơn. 59 nghìn một chiếc mọi người, em có đúng 5 chiếc mã này thôi. Mã này chỉ có duy nhất 5 chiếc nhá mọi người nha. Chị Tươi Hoài T21 các chị này của chị Seri CA, ok một chiếc chị này. 250, 280 em xả có 59 nghìn cho mọi người. Lên luôn cho em mã hàng là T21 mọi người này. Em đảm bảo các chị em này cực cực đẹp cho mọi người luôn. 59 nghìn một chiếc nhá mọi người nha. T21 các chị này kèm cho số lại. T21 mọi người này kèm số điện thoại cho em, mọi người này xinh xỉu luôn này. Chị Hằng Bùi có đơn. 59 nghìn đồng cho em nhé mọi người nha. Rồi cái này còn đếm xem còn mấy cái cho em này. Tám cái mọi người, áo khoác bò còn 8 cái. Áo khoác bò còn 8 cái nữa chị này. T22 cho em nốt 59 nghìn. T22 cho em hàng 59 nghìn đồng cho em áo khoác bò. Áo khoác bò các chị này 59 nghìn đồng cho em nhé. 40 cân đến 60 cân. 40 cân cho em mọi người này. Đến 60 cân cho em các chị mặc vừa. Lên đơn cho em ạ, hàng là T22 cho em mọi người. Khoác bò mọi người này vừa đẹp mà vừa sang nhá. Đúng em này chuẩn, vừa đẹp vừa sang cho em. Em xả cho mọi người với giá sẽ là 59 nghìn một chiếc cho em mọi người. Bình luận luôn cho em mã hàng là T22 nhá. Lấy cho mọi cái chân váy chứ. T22 các chị này. Kèm số cái chân váy mờ chữ ai đấy. T22 và kèm số điện thoại cho em là em chốt đơn. Em xả cho mọi người luôn các chị yêu này. 59 nghìn. Tươi Hoàn có đơn. 59 nghìn đồng cho em mọi người này. T22 các chị yêu nhá. Kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn. Quá rẻ mọi người ơi, nhận hàng được kiểm tra hàng nhá. Hoàng có đơn ạ. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. T22 kèm số điện thoại cho em mọi người này. Bao đẹp và bao phê cho các bác luôn. Em tặng các chị với giá sẽ là 59 nghìn đồng cho em hàng. 59 nghìn mọi người này. Nguyễn Thị Thảo có đơn ạ. Cái áo khoác này có 4 cái nhưng em xả không chọn màu này. 5 cái. Áo khoác len mọi người có 5 chiếc nhá. Cái này của em là hàng 230.000 này, có 5 cái em xả cho các chị mình là 79.000 không chọn màu. 79.000 không chọn màu cho em hàng nhá mọi người nhá. Áo khoác len có khóa mọi người. Mã hàng là T23 cho em nhá. T23 cho em mọi người. Đây, em xả cái này 79.000 một chiếc không chọn màu giúp em. Có màu sữa với lại màu đen xả không chọn màu này 79. Cái hàng này hơn 200 đấy. Cái này lúc trước mà nhập buôn vào là 120 hay là 130, người ta toàn bán 200 thôi. Em xả nó 79, em có 5 cái. Cái này em có 5 cái nhá. Hôm bữa em bán là toàn là 130 đấy mọi người. Em còn 5 chiếc là em xả không chọn màu 79.000 T23. T23 các chị này 40 cân đến 60 cân. T23 40 cân nha các chị yêu nhá. Đến 60 cân cho em là các chị mặc vừa. T23 các chị này kèm số điện thoại cho em. Là bên em nhận đơn mọi người. Vừa mới nhận áo đẹp này, ok em cảm ơn chị này.
79.000 mọi người. Chị 79.000 này. T23 các chị này, kèm số điện thoại cho em này. Ôi dồi, cái này đẹp dã man các chị ạ. T24 cho em mọi người này. T24 mọi người ơi, 40 cân đến 60 cân cho em nhá. 40 cân các chị này, đến 60 cân cho em các chị mặc rồi. Ô, cái này xuất sắc mọi người ơi, 59.000 đồng nhưng tay cho em là một cái áo dày dã man như này. Đây, một cái này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 cái, đúng 9 cái, 59.000. Đúng 9 cái ạ. T24 nhá. Ôi giời, ông Tê đang khen T23 rất đẹp trời ạ. T24 cho em 59.000. Hết T23 rồi mọi người, T24 ạ. T24 ạ, các chị kèm số điện thoại cho em nhé mọi người. Em này 59.000 nhớ phải hốt luôn mọi người, nhìn chất cho em này. Xuống lắm ý. Nó kiểu như dạng hai lớp đấy các chị này, đây này. Nó kiểu như dạng len hai lớp, mà cái này nó là kiểu len cách điệu luôn đấy mọi người, đẹp lắm đấy các chị nhìn chất len nhá. Chưa có mã nào có chất giống đẹp như này luôn đấy mọi người. 59.000. 59.000 đồng cho em hàng T24. T24 mọi người này, 40 cân đến 60 cân cho em. Đây là áo len. Áo len mọi người nhá, T24. T24 các chị này kèm số điện thoại cho em này. Em xả cho các bác 59.000. 59.000 đồng cho em mọi người. T24 mọi người này. Rồi sang mã này cho em hàng T25. T25 cho em mọi người một cái áo len. Một cái áo len trễ vai. Một cái áo len trễ vai màu trắng nhất. T25 cho em 59.000. Hả? Tay của nó đây. Cái đấy phải cái này không chị? Chị xem phải cái đấy cái nào. Có phải không? Mọi người ơi, lên đơn cho em các chị này. Mã hàng này là T25 cho em nhé mọi người, T25 cho 59.000 này. Em nói thật là cái này các chị ơi, các chị mua ở ngoài cho em nhé. Không bao giờ có giá dưới 180. Không bao giờ có giá dưới 180 cái len trễ vai này của em. Các chị nhìn chất cho em mọi người này. Dày như thế này em xả 59.000 cho mọi người. Buôn hàng này của em nó là 140 đấy. Giá buôn các chị này 10 cúc này. Đẹp chưa ạ? 59.000 đồng cho em hàng nhé, 59.000 đồng luôn. Lên luôn cho em mã hàng là gì nhỉ, quên mất nhỉ. T25 cho em nhá. T25 cho em 59.000. Có 5 cái thôi. Áo gió lông mã lỗ vốn chị ơi. T25 của chị Thương Trương. T25 cho em mọi người này. Em xả luôn 59.000 cho mọi người. Cái chất của nó đẹp, nó dày dặn như thế này mọi người. Mà có 59.000 đồng cho em mọi người này. T25 mọi người này, kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nha. 40 cân đến 55 cân. Chị Thanh Hoài Nguyễn ơi kia chị này. T24 hết hàng rồi mọi người. T24 hết hàng rồi nhé mọi người nhé. Chị Hoàng Nghị cho em số điện thoại hết T25 luôn. Xem cái áo này. Ôi dồi ôi, em sang cái mã hàng cao cấp cho mọi người này. Hàng này bán là siêu tiếp các chị ạ. Cái này bán là tiếp lắm mọi người ạ. Cái chữ nổi là chữ lông. Chữ lông các chị nhìn cho em này. Cái này của em nhé mọi người nhé. 299.000 em xả các chị 69.000 đây. T26 thêm 69.000 hàng này nếu được. Chị là khách quen của em là phải chốt bằng được con này mọi người ạ. Rất rất đẹp nhé mọi người nhé. Em sẽ ưu tiên khách quen trước tại vì cái này em còn 15 cái thôi. Mẫu này em hàng còn có 15 cái thì em sẽ ưu tiên khách quen trước mọi người ạ. Rồi. Rồi mọi người, mã hàng là T26 cho em 69.000. 40 cân đến 65 cân cho em mặc vừa. 69.000. Cái chữ này của em đây là chữ, cái này nó là len lông. Len lông và người ta dệt vào đây, không phải là người ta in đây mà người ta dệt thẳng vào áo luôn. T26 cho em, phải 26 nhỉ? T26 cho em giá là 69.000. 69.000 đồng cho em hàng nhá. T26 các chị này kèm số điện thoại cho em. Là bên em chốt đơn nhá mọi người nhá, quá chất lượng luôn rồi. Có đơn chị Hoa, có đơn. T26 cho em mọi người này. Đây. Quả này 69.000 mọi người. Chắc chắn là các chị này em sẽ ưu tiên khách quen chốt mã trước bởi vì rất đẹp mọi người nhá. Đây. Xịn sò dã man con ngam cho mọi người luôn.
T26 các chị này, kèm cho em số điện thoại, em xả 69.000 mã này. 69.000 đồng mà nó siêu đẹp cho em cái áo màu luôn đâu rồi chị. T26 các chị này, kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nhá. 69.000 một chiếc mọi người. Chị Nguyễn Hồng có đơn ạ. Chị Nguyễn Hồng có đơn. Cái này có một cái này, hai cái này, ba này, bốn này, năm này. Chị Cao Thị Hiệp có đơn ạ. Đây, cái này em có 5 chiếc các chị này. Chị Loan Nguyễn có đơn. Cái này có đúng 5 cái mọi người. T27 cho em 59.000. T27 cho em các chị nhìn này. 55 cân đổ lại mặc đẹp nhá. 55 cân đổ lại cho em các chị mặc siêu siêu đẹp cho em. Lên luôn cho em mã hàng là T27 cho em mọi người. T27 và các bác kèm cho em hàng xuyễn lại nhé mọi người nhá. Xả mỗi chi mình một chiếc cho em hàng với giá sẽ là 59. Có đúng 5 cái mọi người. Nhìn chất này. Của em len cổ bẻ mọi người. Len cổ bẻ nhá. Siêu siêu đẹp cho em luôn. Đó, 59.000 đồng cho em hàng luôn. T27 mọi người. 5 cái nhá. T27 và kèm số điện thoại cho em này. À, có áo len màu đỏ không à? Tí em tìm xem nhá. Màu đẹp vừa đấy em lại like rồi. Có một mã thôi vừa em like rồi. T27 cho em hàng mọi người ơi. Kèm số điện thoại cho em. Chị cùng lấy một chiếc này có 5 chiếc thôi. Cái này 59.000 thôi mọi người ạ. 59.000 mã này thôi. T27 cho em hàng. Chị Nhân Vũ có đơn ạ. Chị Dương Đặng có đơn. Hàng bùi một chiếc này. T27 hết này. T27 hết các chị yêu nhá. Chị Bông Bông, chị Hồng Liên, chị Ngô Tươi. Vẫn treo cái màu cam của này. Chị Ai Lê ạ. Rồi mã này T28 cho em hàng mọi người. T28 dùm em nhé mọi người nhá. Đây. Em xả sốc cho các bác luôn mọi người này. T28 cho em mọi người. Dã man con ngan luôn mà em tặng các chị yêu mình làm. Mấy nhỉ em quên mất nhở. Mấy em quên mất nhở. 69.000. 69.000 đồng cho em. Màu đẹp dã man các chị ạ. Màu này siêu siêu đẹp cho em nhé mọi người. Lên đơn cho em các chị này mã hàng là T28 cho em. T28 nhé mọi người nhá. Kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. T28 mọi người. Đây em này xả 69.000, 40 cân đến 60 cân. Cái này các chị mặc không bị lộ bụng. T28 chị út. Mặc không bị lộ bụng cho em rất là xinh nhá mọi người nhá. T28 các chị này kèm số điện thoại cho em số quả này mọi người. Có len dài mặc tới gì nhỉ? Mặc trung đầm không là cái gì chị nhỉ? T28 cho em mọi người này. À có hai cái len chẳng len dài nữa chị. T28 cho em 69.000 mọi người ơi. Em này các chị mặc dễ mặc lắm. Nó như một set ý mọi người. Nó như một set ý mọi người ạ. Nhưng mà nó là cả một cái áo đấy mọi người ạ. T28 cho em. Em xả cho mọi người là 69.000 cái này. 69.000 mọi người này. T28 mọi người này, kèm số điện thoại cho em. Chị Diệu Thuần có đơn. Là bên em chốt đơn quá đẹp. Quá đẹp cho mọi người luôn. T28 các chị này kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nha. Xinh cực kỳ xinh luôn mọi người. T28 này kèm số điện thoại cho em mọi người này. Rồi tiếp luôn cho em mọi người. Ôi đẹp xỉu mọi người. Có đúng hai cái T29 cho em 69.000. Có hai cái áo choàng len. Có hai cái áo choàng len, đây là áo choàng len lông. Được chưa? Có hai chiếc thôi nhá mọi người nhá. T20. Mấy nhỉ? T29 ạ, có hai cái thôi, 69.000. Đây là áo choàng len, áo choàng lông nhá mọi người. Đây là áo choàng lông nhá các chị nhìn này. Áo choàng lông cho em 69.000 luôn. 69. Cái này em nhớ không nhầm là ở trên TikTok em thấy họ bán là hơn 200.000. 69.000 đồng cho em có hai cái nhá. Duy nhất có hai cái thôi mọi người. T29 cho em này. T29 là kèm cho em số điện thoại. Cảm ơn bộ cám đâu gì cơ. Cám đâu, cám đâu. T29 các chị này kèm số điện thoại cho em. Rồi chị Dung Ngọc này. Theo số nó như em hết hàng rồi. T29 mà kèm số điện thoại cho em. Có bộ tí nữa mọi người ạ. Đây. Nhanh tay cho em mọi người này. Bình luận đúng cú pháp cho em mọi người này là T29 cho em không. Em không quảng cáo là áo lông của em có túi. Chị ơi em bảo là không có túi nhá. Cái áo lông... áo lông gì nhỉ, cái áo lông 79 ý, của em không có túi mà em đâu có nói đây cô em có túi đâu. T29 các chị này. T29 hết nhé mọi người nhá. Cái áo 79 của em không có túi mà em bảo không có túi mà chị có túi đâu.
Rồi cái này mọi người ơi, áo khoác các chị này, siêu đẹp cho em nhá. Áo khoác các chị lên cho em mã hàng là T30 cho em xả luôn 59.000 T30. T30 cho em hàng mọi người ơi, 59.000 đồng này. 59.000 đồng một chiếc nhá mọi người, lên giúp em mã hàng là T30. Kèm cho em số điện thoại 40 cân đến 60 cân cái em mặc vừa. Trời ơi, 59.000 mọi người ạ. Xinh dã man luôn nhá. Lên hàng Quảng Châu cho em này. Đấy, cái này lên hàng Quảng Châu nhá, có cúc đóng luôn. Trời ơi, cái này có mấy cái chị? Có 7 cái mọi người, cái này có 7 cái nhá các chị nhá. Có 7 chiếc cho em, giá là 59.000. T30. Kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn này. 79.000 ạ. Có váy len không em không chị ơi? T30 cho em nhá. T30 và kèm số điện thoại cho em. Kem cho nó không còn mà chị. Kem cho nó em vừa bảo hết xong ấy. T30 của chị Nguyễn Thị Thanh này 59.000 ạ. Đây là em xả 59.000 nhá. Nên dùng em mã hàng là T30. Siêu đẹp cho các bác luôn. Em xả cho mọi người 40 cân đến 60 cân mặc vừa. Cái này là hàng len xịn nhá mọi người ạ. Len này của em nó là hàng len xịn nhá mọi người nha. T30 và kèm số điện thoại cho em. 59.000. 59.000 là một chiếc các chị này. T30 này cho em nó cái áo xanh như gì cả. T30 và các chị em mình kèm số điện thoại cho em nhá. Là bên em chốt đơn nhận hàng, các bác được kiểm tra hàng trước cái thanh toán cho em. Cái chị tắm like cả kệ nhá. Cả kem gì nhỉ? Chân váy. Rồi mọi người, T31 cho em hàng các chị này. T31 cho em mọi người. Cái này không so sánh giá cho em nhá, em tặng hết. T31 là em tặng hết các chị này, mỗi chị một chiếc cho em. Cái này tay của nó sẽ có thể khác nhau nhé mọi người. Chị em chỉ chọn màu xanh không chọn tay đâu. Em chỉ chọn màu xanh không chọn tay. Được tay nào các chị lấy tay đấy cho em nhé. Được tay nào các bác lấy tay đấy cho em nhé mọi người nhé. T31 cho em mọi người. Được chưa? 280.000 em xả 89.000 luôn này. Được cái nào các chị lấy cái đấy cho em hàng này. Nó cùng là màu xanh. Có cái nó sẽ có tay như này. Có cái nó sẽ có tay như này. Được cái nào các chị hoan hỉ cho em mọi người. Em xả 89.000 nốt. 89.000 đồng cho em cái hàng này, hơn 300 nếu mà đắt lòi khói cái hàng này luôn. Hàng này đợt trước là em đã cắt mã rồi nhưng mà xong người ta còn thêm 15 cái người ta gửi em nốt mọi người ạ. Rồi mã hàng là T31 em xả luôn 89 nhá. T31 89.000. 89.000, 40 cân đến 58 cân nhá. 58 cân cho em các chị mặc vừa. Xinh lắm mọi người ạ, cái này đẹp cực kỳ luôn. Chị Nguyễn cắt cho em số điện thoại đi chị ơi. Đây, em xả 89.000. 89.000 này. Đẹp long lanh luôn, chất mịn dã man, chuẩn hàng len loại 1. Cái này chuẩn hàng len loại 1 cho em mọi người, em xả 89.000 nhá. Chưa khi nào em xả 89.000 mọi người ơi. Buổi đầu tiên em xả các chị 89.000. Lên luôn cho em mã hàng là T31 các chị này, kèm số điện thoại cho em. Là bên em nhận đơn. Quá rẻ cho mọi người luôn nha các chị yêu nhá. T31 các chị này kèm số điện thoại cho em. Xinh lắm mọi người ơi. Xả vừa bán vừa tặng cho các chị yêu mình mọi người này. Với giá sẽ là 89.000. 89.000 đồng cho em mọi người này. Nốt cái này em sẽ lên bộ cho các chị. Nốt mã này lên bộ nha các chị yêu nha. T32 cho em 69.000. Cho em 1 phút. T32 cho em các chị yêu này. Đây. Cái này nó sẽ có được tặng kèm một cái này nhá. Cho em cứ gắn đây cho các chị nhá. Hay không cần gắn mọi người. Đây. Nhìn cho em mọi người này. T32 cho em 69.000 được tặng kèm một cái nơ, chị nào mà thích nơ thì các chị gắn nhận này. Được tặng kèm một cái nơ ở đây nữa mọi người. Thôi gắn nhá. Gắn nhìn cho xinh nhá mọi người nhá. Đây. Em gắn nơ cho các chị xem. T32 cho em 69.000, 40 cân đến 60 cân. 40 cân các chị này đến 60 cân cho em này. Đây. 40 cân đến 60 cân cho các chị cho em này. Cái hàng này của em hơn 200.000 đúng không mọi người? Đúng hàng xịn chưa? Em tặng các chị yêu mình 69.000 đồng cho em. Có 1 cái này, 2 cái, 3 cái, 4 cái. 4 cái nhá. T32 cho em 69.000. T32 mọi người ơi, 69.000 một chiếc. Đây luôn cho em mã hàng T32. Chị Mai Loan, chị Đặng Xoan này, 69.000 có 4 cái mọi người ạ. Có 4 cái chị Dung Ngọc. Đây.
chị Thắm Phương. Ôi dồi hết luôn mọi người, em xả cho các chị là có 69 cái này thôi. Rồi lên bộ các chị mọi người này. Lên bộ cho mọi người nha các chị yêu nha. Xả bộ cho mọi người. Em lên bộ nha các tình yêu nhá. Lên bộ cho em này. Lên tặng bộ khóa này. Xả luôn này. 38 cân đến 58 cân các tình yêu mình mặc vừa cho em. Lên cho em mã hàng này là T32. T33 nhá các chị ơi. T33 kèm số điện thoại, bộ khóa này kèm mũ cho em nhá. Bộ khóa này kèm mũ này. Xả bao nhiêu? 89.000 đồng. Xả luôn 89.000 đồng cho em. Lên cho em mã hàng này là T33. T33 kèm số điện thoại là nhìn trên đơn nhá. Bộ này từ 38 cân đến 58 cân mặc vừa cho em. 38 cân đến 58 cân các tình yêu mình mặc vừa. Lên xe mã hàng là T33 kèm số điện thoại là nhấn trước đơn này. Xả luôn cho mọi người 89.000 đồng. 89.000 đồng trên một mã bộ này cho em nha các chị nha. T33. T33 cho em toàn bộ chữ này là chữ hàng theo hết cho em luôn. Hàng theo hết mà xả cho mọi người với giá là 89.000 đồng cho em. 89.000 đồng T33 nha các chị nha. T33 kèm số điện thoại là nhấn trước đơn nhá. Xả luôn cho mọi người với giá là 89.000 đồng cho em luôn. 89.000 đồng T33 nha các chị nha. Từ 38 cân đến 58 cân mặc vừa cho em. 38 cân đến 58 cân mặc vừa này. T33 nha các chị nhá. Xả luôn cho mọi người với giá là 89.000 đồng cho em luôn. 89.000 đồng T33 cho em nha các chị nhá. Xả giá quá rẻ luôn. 89.000 đồng cho em luôn này. T33. T33 kèm số điện thoại là nhấn chốt đơn nha các chị ơi. T33 nha các chị nhá. Xả luôn cho mọi người 89.000 đồng cho em luôn. 89.000 đồng cho em luôn. 38 cân đến 58 cân mặc vừa. Phương giảm vút nhẹ nhẹ vút nhìn như trâu vút đấy à. T33 nha các chị ơi, còn đơn là một vút gì mà mạnh ấy. T33 kèm số điện thoại là nhấn chốt đơn nhá. Em xả luôn cho mọi người mã bộ này giá cho em là 89.000 đồng, đẹp lắm. Bộ này chất rất là đẹp mà xả luôn 89.000 đồng trên một bộ thôi. Còn khoảng rất là ít mã bộ nha các chị ơi. Rất là ít mã bộ em xả luôn nha các chị nha. 89.000 đồng T33 cho em. T33 kèm số điện thoại là nhắn cho đơn ạ. À. Bộ chất rất là đẹp luôn. Xả giá cực kỳ rẻ cho mọi người luôn. Cực kỳ rẻ luôn nha các chị nha. 89.000 đồng cho em thôi. 89.000 đồng lên cho em mã hàng là T33 nhá. T33 kèm số điện thoại là nhắn cho đơn nha các chị nha. 89.000 đồng cho em thôi ạ. Chị Nguyễn Tươi ạ. Chị Minh Trương. Tám chín nghìn đồng cho em nha các chị nhá. Lên cho em hàng là T33. Tiếp em xả tiếp tục nha các chị nhá. Tặng cho mọi người mã áo len này. Áo len nên xả tiếp tục cho mọi người. Hôm nay toàn xả giá 59.000 đồng thôi. Giá rẻ quá trời luôn nha các chị nhá. Mã này cho em từ 38 cân đến 55 cân này. 38 cân đến 55 cân mọi người mặc vừa cho em. Em bán xả luôn cho mọi người mã này với giá cho em là 59.000 đồng. 59.000 đồng lên xe mã hàng là T34 nhá. T34, mã này từ 38 cân đến 55 cân. 38 cân đến 55 cân mặc vừa em xả luôn cho mọi người 39.000 đồng. À 59.000 đồng em sorry ạ. 59.000 đồng trên một chiếc áo len cho em nhá. 38 cân đến 58 cân này, có hai bên rút dây này. Mọi người có thể rút dây cho em cao nhá, rất là xinh nữa. Mà không rút mặc giá bình thường cho em rất là đẹp nữa luôn. Xả luôn với giá là 59.000 đồng cho em. 59.000 đồng. Có khoảng hơn chục chiếc thôi nha các chị ơi. Hơn chục chiếc là hết rồi. Lên cho em mã hàng này là tặng 35 ạ. Tặng 35. 35 nhỉ. Tặng 34 kèm số điện thoại là nhắn trước đơn nha. 59.000 đồng cho em. 59.000 đồng 38 cân đến 55 cân. 38 cân đến 55 cân mọi người mặc vừa cho em. Em xả luôn cho mọi người 59.000 đồng luôn. 59.000 đồng cho em luôn. Lên cho em mã hàng này là tặng 34 nhá. Tặng 34 T34 ạ. T34 kèm số điện thoại là nhắn trước đơn nha. Xả luôn cho mọi người 59.000 đồng. 59.000 đồng cho em trên một chiếc áo len nha các chị ơi. Áo len xả luôn 59.000 đồng. T34 nha các chị nha. 38 cân đến 55 cân. 38 cân đến 55 cân mặc vừa cho em. Em xả luôn cho mọi người với giá là 59.000 đồng nhá. Những cái mã áo len này rất là dễ mặc cho em luôn. Xả luôn cho mọi người 59.000 đồng luôn này. 59.000 đồng cho em. Nên cho em mã hàng này là T34 nhá. T34 kèm số điện thoại là nhấn trước đơn này. Chất cực kỳ đẹp. Xả luôn 59.000 đồng T34 cho em nhá. T34 kèm số điện thoại là nhấn trước đơn này. Xả giá rẻ quá 59.000 đồng.
59.000 đồng cho em. Như vậy em có màu xanh lá nữa này. Xanh lá lên cho em mã hàng này là T35 nha các chị ơi. T35 màu xanh lá cho em, xả luôn 59.000 đồng. 59.000 đồng trên một chiếc nha các chị nha. Chị yêu mình thích màu nào quất liền màu đấy cho em nhé. T35 này, màu xanh lá cho em, 59.000 đồng luôn. 38 cân đến 55 cân mặc vừa cho em. 38 cân đến 55 cân mặc vừa cho em mã này. Lên cho em mã hàng này là T35 ạ. T35 kèm số điện thoại cho em. Em xả luôn cho mọi người 59.000 đồng nhé. 59.000 đồng cho em đây. Nhưng mỗi màu của nó chỉ có rất là ít thôi các chị ơi. Mỗi màu có ít cực kỳ. Mã này xả luôn 59.000 đồng cho em luôn này. 59.000 đồng cho em. Lên cho em mã hàng này là T35 nhé. T35 kèm số điện thoại là nhịp suy đôi này. Mọi người mặc cho em thể hai kiểu luôn này. Có thể mặc hai kiểu cho em. Rút dây cho em như này rất là xinh. Tạo kiểu một bên cực kỳ đẹp cho mọi người luôn. Em xả luôn cho các tình yêu mình 59.000 đồng cho em luôn. 59.000 đồng cho em. Lên cho em mã hàng này là T35 ạ. T35 kèm số điện thoại là những chiếc đơn nhé. Xả luôn 59.000 đồng. 59.000 đồng cho em luôn nha các chị ơi. T35 cho em. 38 cân đến 55 cân. 38 cân đến 55 cân mặc vừa. Xả luôn cho mọi người 55.000 đồng. À 59.000 đồng em sorry nhé. 59.000 đồng cho em. T35 59.000 đồng cho em một chiếc cho em nhé. 59.000 đồng cho em một chiếc. 38 cân đến 55 cân. 38 cân đến 55 cân. Các chị ơi mình mặc vừa cho em. Xả luôn cho mọi người 59.000 đồng. Xả luôn 59.000 đồng nha các chị ơi. Giá quá rẻ luôn. Lên cho em mã hàng này là T35 nha các chị nhá. T35 kèm số điện thoại là nhắn trước đơn nha các chị nhá. Xả giá rẻ luôn này. 59.000 đồng cho em một chiếc. Em lên cho mọi người một mã áo len siêu xịn này. Áo len siêu xịn còn rất là ít. Lên cho em mã hàng này là T36 ạ. T36 kèm số điện thoại cho em. Từ 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa mã này. 40 cân đến 60 cân. T36 em xả luôn cho mọi người 79.000 đồng. 79.000 đồng cho em luôn. T36 ạ. Mã này cho em nhé. Từ 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa cho em. 40 cân đến 60 cân. Hôm nay xả luôn cho mọi người 79.000 đồng. Xả luôn 79.000 đồng cho em mã này nhé. Em bán 99.000 đồng đấy các chị ơi. Bán 99.000 đồng này. Hôm nay xả luôn cho mọi người 79.000 đồng cho em. Kiểu này rất là xinh luôn. Toàn bộ đây là hàng len cho em nhé. Toàn bộ đây là hàng len cho em này. Cổ này ren nha các chị nha. Cổ ren đính ngọc cho em rất là xinh luôn. Em xả luôn cho các tình yêu mình với giá cho em là 79.000 đồng. Lên cho em mã hàng này là T36 ạ. T36 kèm số điện thoại luôn cho em nha các chị nhá. Xả 79.000 đồng luôn này. Xả cho mọi người một chiếc áo kiểu nha các chị nhá. Ren này. Ren cả đằng sau bên này nữa. 79.000 đồng cho em luôn. Nhưng cái mã này diện tết cho em rất là xinh luôn nha các chị ơi. 79.000 đồng cho em luôn này. Lên cho em mã hàng này là T36 nhá. T36 kèm số điện thoại là những chiếc đơn này. Xả luôn 79.000 đồng. Xả luôn 79.000 đồng cho em luôn. T36 ạ. T36 kèm số điện thoại cho em 79.000 đồng. 79.000 đồng cho em một chiếc T36 nha các chị nha. Từ 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa cho em. T36 kèm số điện thoại là những chiếc đơn. Xả luôn 79.000 đồng. 79.000 đồng cho em T36 nha các chị nhá. T36 kèm số điện thoại là nhắn chất đơn này. Xả luôn 79.000 đồng. Chất rất đẹp luôn. Chất len nha các chị nhá. Chất len phích ngọc cho em. Cực kỳ xinh. Xả luôn có 79.000 đồng cho em một cái áo thôi. 79.000 đồng. Như vậy nha em có một cả màu vàng nha các chị nhá. Màu vàng cho em này. Màu vàng lên cho em mã hàng này là T37 nhá. T37 kèm số điện thoại em có cả màu vàng cho mọi người luôn. 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa cho em cả, có cả màu vàng cho em này. Em xả luôn cho các tình yêu mình với giá cho em là 79.000 đồng. Đầy mã hết đấy. Biết rồi nhưng mà cái mã đầu tiên đi mấy trăm bình luận nhưng làm gì còn nữa đâu. Chốt. Mã này lên cho em mã hàng này là
T37 ạ. T37 kèm số điện thoại cho em từ 40 cân đến 60 cân. Bốn mươi cân đến 60 cân mặc vừa cho em T37 nhá, 79.000 đồng cho em luôn này, 79.000 đồng cho em luôn. Lên xem mã hàng là T37 nhá, T37 kèm số điện thoại là nhấn chốt đơn này. Giá cho các tình yêu mình mỗi một màu nhà em chỉ còn một cọc như này thôi. Em xả lốt cho mọi người với giá cho em là 79.000 đồng luôn nhá, 79.000 đồng. Lên xem mã hàng là T37 ạ, T37 nhá. Các chị nhà viền gen cho em cúc ngọc này, siêu xịn luôn, siêu đẹp luôn, mà xả luôn 79.000 đồng cho em nhé. T37 cho em xả luôn giá rẻ 79.000 đồng cho em một chiếc nhé, 79.000 đồng cho em một chiếc cho em T37 kèm số điện thoại là nhắn cho đôi nha các chị ơi, 79.000 đồng cho em nha các chị nhé, 79.000 đồng. Bác ca nhà em còn màu xanh, màu đen, còn size to. Nên cho em mã hàng này là T37 ạ, T37 kèm số điện thoại cho em nhé, 79.000 đồng. Chuyển cái màu xanh màu xả thôi, không chọn cổ. Xả rồi thì không chọn cổ thì không chọn cổ thì đã để lại nó cho chứ. Thế cái này hàng này bảo mang vào. Cái này chọn màu à? Má này áo len đỏ đây các chú ơi. Áo len đỏ đây ạ, à, còn mấy chiếc thôi. Còn mấy chiếc thôi nha các chị nhá. Đây. Áo len đỏ cho em 2 4 6 có 8 cái. Mà áo len đỏ lại có 8 cái này, lên cho em mã hàng là T38 ạ. T38 kèm số điện thoại cho em từ 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân mặc vừa T38. Xả luôn cho mọi người với giá là 89.000 đồng. 89.000 đồng cho em. Lên xem mã hàng này là T38 nha các chú ơi. T38 kèm số điện thoại là nhắn cho đơn này. Có 8 chiếc màu đỏ cho em. 8 chiếc màu đỏ em xả luôn cho mọi người với giá là 89.000 đồng cho em nhé, 89.000 đồng. Mã này cho em từ 40 cân đến 60 cân mặc vừa cho em, 40 cân đến 60 cân, hàng len mịn cho em, bao chất bao giá cho mọi người, xả luôn cho mọi người 89.000 đồng, xả luôn 89.000 đồng. Đây cho em mã hàng là T38, T38 kèm số điện thoại là nhắn cho đơn này, xả giá quá rẻ luôn 89.000 đồng, 89.000 đồng cho em, duy nhất 8 chiếc màu đỏ cho em nhé các chị ơi, 8 chiếc màu đỏ cho em. Nên xem mã hàng là T38. T38 kèm số điện thoại cho em nhé các chị nhé. Như vậy như là màu cam cho em này. Màu cam nhé em có 5 chiếc. Màu cam có 5 chiếc, lên xem mã hàng là T39. Những cái hàng len màu ít này mọi người nhanh tay cho em nhé. Săn để đón Tết này, toàn những hàng đẹp nhà em xả cho mọi người thôi. Xả hết giá rẻ luôn, dưới giá nhập luôn 89.000 đồng cho em. 89.000 đồng, lên cho em mã hàng này là T39 ạ. T39 này có 5 chiếc nha các chị ơi, 5 chiếc cho em. T39 kèm số điện thoại này nhắn cho đơn này, giả luôn cho mọi người với giá là 89.000 đồng, 89.000 đồng, 5 chiếc duy nhất cho em thôi. Thế nào? Lên xem mã hàng này là T39 kèm số điện thoại là nhắn chốt đơn nha. Có 5 chiếc duy nhất, em xả luôn cho mọi người 89.000 đồng, 89.000 đồng nha các chị nhá. Từ 40 cân đến 60 cân, 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa cho em. T39 cho em 5 chiếc duy nhất ạ.
5 chiếc em xả cho mọi người với giá là 89.000 đồng nha các chị ơi. 5 chiếc xả 89.000 đồng luôn này. T39 kèm số điện thoại là nhắn trước đơn nha các chị nhá. Mã này nhà em có 2 chiếc này các chị nhá. Mã này siêu đẹp luôn. Mã này nhà em có 2 chiếc. Bao nhiêu tiền cái này đấy? Túi thật luôn nha các chị nha. 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa cho em có 2 chiếc duy nhất này. Em tặng luôn cho mọi người với giá là 89.000 đồng cho em luôn. 89.000 đồng, 2 chiếc duy nhất. Có 2 chiếc duy nhất nha các chị nha. Cúc này cúc đá cho em này. Cúc này siêu xịn này, mọi người khoác cũng được, đóng cúc cho em đều xinh luôn. Em bán xả luôn cho mọi người mã này 89.000 đồng. 2 chiếc duy nhất nhá. Trước ngày hôm nọ nhà em bán 99.000 đồng đấy. Vừa mới hôm nọ bán 99.000 đồng thôi các chị ơi. Hôm nay xả luôn cho mọi người với giá là 89.000 đồng cho em. $89.000 đồng lên cho em mã hàng này là T40 nhá. T40 kèm số điện thoại cho em còn 2 chiếc duy nhất thôi. 2 chiếc duy nhất cho em 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa, 2 chiếc duy nhất ấm lắm cực các chị ơi. Len của nó siêu đẹp luôn. Len siêu đẹp mà em xả luôn cho mọi người 89.000 đồng nha các chị ơi. 89.000 đồng. Nhanh tay săn cho em nha các chị nha. 89.000 đồng một chiếc. Lên cho em mã hàng này là T40. T40 kèm số điện thoại cho em nha các chị nha. Mã này không chọn màu à? Hay là có chọn? Mã này chọn màu à? Mã này bao nhiêu tiền? 89.000. Mã này lên xe mã hàng này là tặng 4 T41 ạ. T41 kèm số điện thoại cho em. 40 cân đến 60 cân này, nhà em xả lốc cho mọi người 89.000 đồng luôn. Toàn những mã áo len xịn các chú ơi. Áo len pha sơ mi cho em lên chợ. Hỏi toàn gần 200.000 một chiếc thôi. Toàn gần 200.000 một chiếc thôi này. Nhà em ôm số lượng lớn nha các chị nhá. Giờ xả cho mọi người với giá 89.000 đồng cho em. 89.000 đồng áo len cổ sơ mi chất rất là đẹp. Từ 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa cho em nhá. 40 cân đến 60 cân các tình yêu mình mặc vừa lên xe mã hàng này là T41, 89.000 đồng cho em. T41 kèm số điện thoại này nhắn trước đơn nhá, xả luôn 89.000 đồng. 89.000 đồng cho em một chiếc cho em nhá. T41 kèm số điện thoại là nhắn trước đơn này, xả luôn 89.000 đồng. Xả luôn 89.000 đồng cho em. Ở cái áo kìa. T41 nha, 89.000 đồng cho em luôn này. 89.000 đồng, lên xe mã hàng là cúc giữa rồi. T41 kèm số điện thoại là nhắn trước đơn nha các chị nhá, xả luôn 89.000 đồng. 89.000 đồng cho em len này, chất đẹp cực kỳ. Len này chất siêu đẹp luôn mà xả giá quá rẻ luôn. 89.000 đồng cho em luôn. 89.000 đồng, lên xe mã hàng này là T41 nhá. T41 kèm số điện thoại cho em. 89.000 đồng cho em luôn này. Xả giá rẻ luôn. 89.000 đồng cho em luôn. T41. T41 kèm số điện thoại là nhắn cho đôi nhá. 89.000 đồng. T41. Xả giá rẻ luôn, 89.000 đồng cho em luôn. 89.000 đồng T41 nha. T41 kèm số điện thoại cho em. 89.000 đồng cho em này. 89.000 đồng T41 cho em. T41 nha. Như vậy nhà em có 3 chiếc màu be này. Màu be này lên cho em mã hàng này là T41 màu be cho em. T41 màu be nha các chị nhá, có 3 chiếc cho em. Có 12 cái. Màu be có 3 chiếc nhá.
Lên cho em mã hàng này là T41 màu be nhá. Có 3 chiếc cho em. Xả luôn 89.000 đồng luôn này. Lên cho em mã hàng này là T41 màu be nhá. Có 3 chiếc màu be cho em. T41 màu be nha các chị nha. Có 3 chiếc cho em này. 3 chiếc lên cho em mã hàng là T41 màu be. Có 3 chiếc em không được tên đâu ạ. Có 3 chiếc duy nhất nha các chị nha. Đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn mã này. T41 màu be cho em nhé. 3 chiếc duy nhất thôi. 3 chiếc duy nhất màu be. T41 nha các chị nhá. Ui dồi ôi, bộ len nhung tâm cho em này. Bộ len nhung nha các chị ơi. 40 cân hay 60 cân mọi người mặc vừa cho em mã bộ này. Bộ len nhung này trước nhà em bán cho mọi người là 150 đây các chị ơi. 150 cho em nha các chị nha. Còn 3 bộ duy nhất này. Bộ này còn 3 bộ duy nhất này. Từ 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa cho em. 40 cân đến 60 cân này. Em xả tặng trộn luôn cho mọi người 69.000 đồng. 69.000 đồng. Cái gì? Ừ. 69.000 đồng cho em luôn. Lên cho em mã hàng này là tặng 32 ạ. À tặng 42. Tặng 42 kèm số điện thoại là nhắn chiếc đơn nha các chị nhá. T42 ạ. Ủa đẹp thế. Còn có 3 bộ duy nhất thôi. Bộ này mọi người mặc ở nhà thì hết sẩy luôn. Mình lấy một bộ. Lên xem mã hàng này là T40. T42 kèm số điện thoại luôn cho em nhé. Bộ này từ 40 cân đến 58 cân thôi. 40 cân đến 58 cân mọi người mặc vừa. Em bán tặng luôn các tình yêu mình 69.000 đồng nhé. 69.000 đồng cho em. Chỉ có 3 bộ duy nhất thôi mọi người. Không chọn màu cho em. Không chọn màu nhé. Xả lốt còn 3 bộ luôn này. Lên xem mã hàng này là T40. T42 ạ. T42 kèm số điện thoại là nhắm cho đơn nha các chị nha. Bộ này mặc ở nhà thích cực kỳ luôn. Bộ này mặc sướng cực kỳ luôn nhá. Em xả luôn cho các tình yêu mình với giá là 69.000 đồng cho em luôn. 69.000 đồng trên một mã bộ cho em. Lên xe mã hàng này là T42. T42 kèm số điện thoại là nhắm cho đơn nhá. Xả giá rẻ quá luôn, 69.000 đồng cho em. 69.000 đồng cho em này. T42 cho em này. T42 nha. Bây giờ mới chết à? 11 giờ trưa sau chiều không đánh động. Mã hàng len xịn cho em nha các chú ơi. Mã áo len này len xịn cho em này. T43 kèm số điện thoại là nhấn cho đơn nhé. Từ 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân len này siêu đẹp cho em. Len này siêu dày dặn và siêu đẹp luôn nha các chú ơi. Như là len lông tuyết ấy, đẹp cực kỳ. Em bán xả cho các tình yêu mình với giá là 69.000 đồng. 69.000 đồng nha các chú ơi. Mã len này nè, len trắng ngắn cho em. Từ 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa cho em. 40 cân đến 60 cân này. Em xả luôn cho các tình yêu mình với giá là 60.000 đồng cho em. À 69.000 đồng em sorry ạ. 69.000 đồng cho em. Lên cho em mã hàng này là T43. T43 nhỉ. T43 kèm số điện thoại là nhắn chốt đơn nha các chị nhá. 69.000 đồng. 69.000 đồng cho em. Màu siêu đẹp luôn. Màu trắng kẻ đen. Chất rất là đẹp nữa luôn nha các chị nhá. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. T43 kèm số điện thoại là nhắn chốt đơn này. Xả luôn 69.000 đồng. Xả luôn 69.000 đồng cho em luôn. Lên cho em mã hàng là T43 nhá. T43 chị Cao Thị Nghiệp. Chị Hoàn đây ạ. Chị Tươi Hoàn. T43 cho em. Xả luôn 69.000 đồng. Chị Luyến Lê.
69.000 đồng cho em một chiếc, lên xe má hẳn là T43. T43 kèm số điện thoại này nhé. Đơn nha các chị nhá. 69.000 đồng. 69.000 đồng cho em nhá. T43 này, đẹp xinh xỉu luôn. Chất của nó cũng rất là đẹp nữa nha các chị nhá. Chất của nó cực kỳ xịn và đẹp nữa. Như vậy nên em có màu ghi này. Màu ghi nhá các chị nhá, ghi kẻ trắng cho em. Lên xe mã hàng này là T43, T44 ạ. T44 màu ghi cho em nhá các chị nhá. Giá cho các tình yêu mình là 69.000 đồng. Như vậy nhà em còn mấy chiếc màu ghi nữa này. 40 cân đến 60 cân nha các chị nhá. 40 cân đến 60 cân mặc vừa cho em. T44 này. T44 màu ghi này, giá cho mọi người là 69.000 đồng cho em luôn. 69.000 đồng 40 cân đến 60 cân mặc vừa cho em nhé. 40 cân đến 60 cân các tình yêu mình mặc vừa, 69.000 đồng cho em trên một chiếc này. Đây này, len đẹp cực kỳ luôn nha các chị nhá. Hai màu trắng kẻ đen và ghi kẻ trắng cho em nhá. Chất rất là đẹp luôn. 69.000 đồng. Xả giá lỗ luôn, 69.000 đồng cho em luôn. Lên cho em mã hàng này là T44 ạ. T44 kèm số điện thoại là nhấn cho đơn nha các chị nhá. Giá cho mọi người là 69.000 đồng cho em luôn. 69.000 đồng T44 cho em nha các chị nhá. T44 69.000 đồng cho em trên một chiếc này. Lên cho em mã hàng là T44 nhá. T44 kèm số điện thoại cho em. 69.000 đồng luôn này. Xả luôn 69.000 đồng T44 ạ. Chất rất là đẹp luôn nha các chị nhá. Kiểu siêu xinh nữa. T44 cho em, giá luôn 69.000 đồng. T44 cho em nhá, 69.000 đồng luôn này. Áo kiểu cho em này. Lên xem mã hàng áo kiểu này em bán tặng các tình yêu mình 69.000 đồng luôn nhé. 69.000 đồng lên xem mã hàng này là tặng T45 ạ. T45 nha các chị nhá, màu cực kỳ xinh luôn. 38 cân đến 55 cân mọi người mặc xinh cho em. Mẫu này nhà em chỉ còn mấy chiếc thôi các chị ơi. Mẫu này còn mấy chiếc cho em thôi này. Đây. Các chị ơi, mình mặc cho em họ vai như này nhá. Mặc họ vai cho em như này, chế vai như này, mọi người kéo xuống cho em như này nhá các chị nhá. Rồi. Em hướng thử cho mọi người như thế nhá các chị nhá. Đây. Đây này. Mặc kiểu như này nha các chị nhá, trễ vai như này cho em. Lên xe mã hàng này là T45 kèm số điện thoại cho em nhá. 38 cân đến 55 cân mọi người mà xinh. 38 cân đến 55 cân em trả luôn cho các tình yêu mình với giá cho em là 69.000 đồng nha các chị ơi. 69.000 đồng. Đây có mấy chiếc duy nhất thôi ạ. Có mấy chiếc duy nhất nhé, em xả luôn 69.000 đồng cho em luôn. 38 cân đến 58 cân mọi người mặc xinh. À 55 cân ạ. 38 cân đến 55 cân mặc xinh cho em. Em xả luôn cho mọi người với giá là 69.000 đồng. 69.000 đồng lên cho em mã hàng là T45 nhé. T45 kèm số điện thoại xinh xỉu luôn, màu vàng bò cho em. Màu vàng bò chất rất là đẹp, toàn bộ là chất len mịn cho em nhé. T45. T45 kèm số điện thoại luôn này. Em xả luôn cho mọi người với giá là 69.000 đồng. 69.000 đồng cho em luôn T45. T45 nha các chị nhá. 38 cân đến 55 cân. 38 cân đến 55 cân mọi người mặc xinh. Em xả luôn cho các tình yêu mình với giá là 69.000 đồng. Mọi người mua cái này mặc Tết cho em. Chất rất là đẹp nữa luôn các chị ơi. Chất cực kỳ đẹp mà xả giá rẻ quá. 69.000 đồng cho em luôn. 69.000 đồng lên cho em mã hàng này là T45 nha các chị ơi. T45. Đây chị yêu là mình không thích thả thì là mọi người ấy cổ cho em rút như này này. Đây này. Không thích trễ vai thì mọi người ấy cổ lên cho em như này đều đẹp cho em nhé. Đây. Cổ như này cũng đều xinh cho mọi người. Xả luôn cho các tình yêu mình là 69.000 đồng cho em một chiếc tre. 69 hàng len mịn lắm. Đây. Mọi người nhìn hàng len cho em các chị ơi. Như là một chiếc áo len nông thỏ siêu mịn và co giãn cho em nữa. Xả luôn cho mọi người với giá là 69.000 đồng cho em luôn. 69.000 đồng. Thank you.
45 kèm số điện thoại là nhắn cho đơn nhá. Ui ồ. Xét lên lông các trời ơi. Xét lên lông cho em này. Ui đẹp. Xét lên lông nhá các chị nhá. Ui đẹp thật đấy. Em xả luôn cho các tình yêu mình xét lên này với giá cho em. Gồm một chiếc áo dây ở bên trong này và một chiếc áo khoác cho em ở bên ngoài. Bao nhiêu tiền nhỉ? 5 tiền. Ôi ôi. Đẹp hết sảy luôn nha các trời ơi. Hả? Còn một cái này còn mấy set thôi, em xả luôn các tình yêu mình không chọn màu nhá. 2 4 6 set duy nhất thôi. Có 6 set duy nhất này, nên làm cái set này mà mặc được. 6 set duy nhất cho em từ 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân các tình yêu mình mặc vừa len lông cho em nhá các trời ơi, mọi người nhìn len lông này. Siêu đẹp luôn, xả luôn 59.000 đồng. Ủa mê thế. 59.000 đồng cho em luôn nhá các chị nhá. Lên cho em mã hàng này là T46. T46 kèm số điện thoại là nhắn cho đơn này. Xả luôn 59.000 đồng luôn này. 59.000 đồng lên cho em mã hàng là T46 đi ạ. 6 set à? 6 set. 6 set. Ôi tưởng bảo à 7 set nhá. Cả set đen này là 7 đó. 7 đó. Lên xem mã hàng này. Đó. 7 đó. T46 các trời ơi. T46 kèm số điện thoại luôn cho em nha các trời ơi. Set lông này. Set lông này còn kèm theo cho mọi người một áo bên trong nữa này. Một áo bên trong nữa nha các chị nhà, mà có giá cho mọi người 59.000 đồng thôi. 59.000 đồng đẹp đấy. Lên xem mã hàng này là T46 nha các chị nhà. T46 kèm số điện thoại cho em. Set này em tặng cho mọi người không chọn màu giúp em nhé. Đầu bếp quá. Không chọn màu cho em này, T46 ạ. T46 kèm số điện thoại cho em. Xả luôn, đĩa lên gội đầu anh. Hôm nay có nước nóng nhỉ. T46 nha các chị nhá, xả luôn. Bụng đi với chàng xe. Xả luôn cho mọi người với giá là 59.000 đồng. 59.000 đồng cho em một set len cho em nhá các chị nhá. T46 ạ. Mọi người không chọn màu cho em. Cái này có phải set này. T46 nhá. Còn mấy set duy nhất thôi. Cái này như là cái khác ấy. Cái này cái khác này. Cái này là áo này. Cái này có 6 set. Sửa đi sửa lại. Ui đẹp lắm. Ui mặc vào nhìn mê luôn các chị ơi. Mặc vào nhìn mê ly luôn. T46 nha các chị nhá. T46 kèm số điện thoại, lông của nó sướng lắm các chị nhá. Sở lông sướng ơi là sướng luôn. Lên trên mã hàng là T46 kèm số điện thoại là nhắn cho đơn nha các chị nhá. Em qua mã cho mọi người luôn này. Qua mã nha các chị nhá. Qua mã. Lông như hay thế. Đây này, cứ cái dáng mịn này cho giảm là dễ mặc này. Áo khoác len nha các chị nhá. Đây cũng còn. Mình có hai cái len lông thỏ. Còn một cái nữa đâu nhỉ? Một cái len lông thỏ không? Để đây. Em còn mấy chiếc áo khoác len nữa các chị ạ. Còn cái gì đó thì xin anh. Còn cái gì đó thì xin. Có 6 chiếc khoác len 6 chiếc khoác len mịn cho em này. Lên cho em mã hàng này là T47 nhá. T47 kèm số điện thoại luôn cho em 40 cân đến 60 cân. Cái len này mịn sò xuống đấy. Len này sò xuống cực kỳ cho em. Có 6 chiếc duy nhất thôi. Em bán tặng luôn cho các tình yêu mình với giá là mấy 59. Tặng luôn 65.000 đồng đi. 65.000 đồng 6 set duy nhất. 6 cái duy nhất cho em nhá các chị ơi, 6 cái duy nhất cho em từ 40 cân đến 60 cân. Len kiểu như là cũng là dáng dài các chị nha, chùm mông cho em. Chùm mông này, em bán tặng luôn cho các tình yêu mình với giá là 65.000 đồng. 65.000 đồng hàng len mịn cho em. Đây, mọi người nhìn cận cảnh chất len đi ạ. Cận cảnh chất len cho em nhá, chất siêu đẹp luôn. Xả luôn 60.000, 65.000 đồng. 65.000 đồng cho em, nên cho em mã hàng là T47 ạ.
T47 kèm số điện thoại là nhấn chữ đơn này. Xả luôn 65.000 đồng nha các chị nha. 65.000 đồng hàng nên mịn cho em, hai bên có túi nhé. Hai bên có túi cho em nên chất rất là đẹp. Len chất cực kỳ đẹp, em xả luôn cho các tình yêu mình 65.000 đồng. Mọi người nhìn là biết các chị ơi. Nhìn là biết cho em, len siêu đẹp luôn. Mọi người nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em đấy ạ. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Có mấy set thôi ạ. Có mấy set duy nhất thôi. Đẹp cực kỳ luôn đấy. Lên xem mã hàng này là T47 nhá các chị nhá. T47 kèm số điện thoại là nhấn chữ đơn. Đẹp cực kỳ, có mấy set duy nhất này. Này có 2 cái. T47 cho em nha các chị nha. Tiếp tục em qua mã cho mọi người này. Qua mã bộ đi. Qua mã bộ nha các chị nhá. Ôi, bắt cứ cọc kia ra này kia để cho nhặt combo đi. Cái này có chọn màu không nhỉ? Này combo bao giờ? Hôm nay à? Ừ. Tối hôm qua này. Cái này có chọn màu không? Em qua cho mọi người mã bộ nha các chị nhá. Bộ cổ tròn cho em 38 cân đến 58 cân, mọi người mặc vừa cho em này. Màu rêu 38 cân đến 58 cân nhá. Lên cho em mã hàng này là T48 ạ. T48 kèm số điện thoại là nhém chất đơn này. Em xả cho mỗi chiếu mình một bộ cho em với giá là 79.000 đồng luôn này. 79.000 đồng T48 cho em. T48 nha các chị nhá, 79.000 đồng. Từ 38 cân đến 58 cân. 38 cân đến 58 cân mặc vừa này, xả luôn 79.000 đồng, chất đẹp nhỉ. 79.000 đồng cho em luôn. Lên cho em mã hàng này là T40 không? T48 ạ. T48 kèm số điện thoại nhá, bộ màu rêu. Màu rêu cho em. Xả luôn cho các tình yêu mình là xả luôn các tình yêu mình là 79.000 đồng cho em luôn. 79.000 đồng trên một bộ ô mì cổ tròn cho em nhé. 38 cân đến 58 cân mặc vừa cho em này. Từ 38 cân đến 58 cân các tình yêu mình mặc vừa. Em xả luôn cho mọi người 79.000 đồng luôn này. 79.000 đồng chất rất là đẹp luôn, chất u mì, bộ cổ tròn cho em. Siêu đẹp. Lên cho em mã hàng này là T48 ạ. T48 kèm số điện thoại là nhấn chữ đơn nhé. Xả luôn cho các tình yêu mình với giá là 79.000 đồng. 79.000 đồng T48 cho em. T48 nha các chị nha. T48 79.000 đồng luôn này. 79.000 đồng cho em một bộ T48 cho em. Như vậy em còn màu ghi nữa nha các chị nhá. Như màu ghi cho em. Màu ghi là lên cho em mã hàng là T49 ạ. T49 màu ghi cho em 79.000 đồng. 79.000 đồng cho em nha các chị nhá. Lên cho em mã hàng là T49 này. T49 là màu ghi cho em 79.000 đồng. 38 cân đến 58 cân. 38 cân đến 58 cân mọi người mặc vừa cho em màu ghi này. Chắc mỗi màu chỉ còn mấy bộ duy nhất thôi ạ. Sắp hết rồi nha các chị ơi. Dọn kho này, nghỉ Tết luôn. Sắp nghỉ Tết rồi. 5 hôm nữa thôi các chị ơi. 5 hôm nữa thôi. Lên cho em mã hàng này là T48 nha các chị nhá. T48 ra Tết là các chị ơi mình sẽ được quà lì xì đấy. T48 kèm số điện thoại là nhấn chất đơn. T48 cho em nha các chị nhá. Giá cho các tình yêu mình là 79.000 đồng cho em luôn. 79.000 đồng T48 ạ. Cái bộ này lỗi rồi. T48 cho em 79.000 đồng cho em luôn. 79.000 đồng T48. T48 kèm số điện thoại là nhắn chất đơn nha các chị nha. 79.000 đồng cho em luôn này. 79.000 đồng T48 cho em. Chưa. Ừ, cái đấy có 2 cái đã bán. Đây xem mã hàng này là T50 nhá.
T50 bán tặng các tình yêu mình một chiếc áo khoác Kaligan cho em bao tiền nhỉ? Em hay bán mấy đây? Lúc ấy bán màu gì rồi đấy? Dio Be à, 75.000 à? Ba à, 40 cân đến 65 cân. 40 cân đến 65 cân mọi người mặc vừa cho em. Lên cho em mã hàng này là T50 ạ. À. T50 kèm số điện thoại luôn cho em nhé các chị nhá. Mã này tri ân luôn, các tình yêu mình 79.000 đồng cho em luôn. 79.000 đồng, lên cho em mã hàng là T50. T50 kèm số điện thoại luôn cho em, từ 40 cân đến 65 cân. 40 cân đến 65 cân mọi người mặc vừa cho em T50 ạ. À. Tri ân luôn các tình yêu mình mã này cho em với giá 79.000 đồng. Duy nhất một hôm nay thôi nhé các chị nhé. Duy nhất một hôm nay là 79.000 đồng cho em. Hôm qua em vẫn bán cho mọi người 89.000 đồng đấy ạ. T50 kèm số điện thoại là nhím shorter này, 79.000 đồng cho em. T50 nha các chị nhá, 79.000 đồng cho em luôn này. 79.000 đồng cho em xem một chiếc. Đây xem mã hàng là T50. Cảm ơn chị Nhung Trần nhé. T50 của chị Đặng Thị Nguyệt ạ. T50 kèm số điện thoại cho em, 79.000 đồng. 79.000 đồng trên một chiếc T50 nha các chợ ơi. T50 ạ. Từ 40 cân đến 65 cân. 40 cân đến 65 cân mặc vừa cho em. T50. Em xả luôn các tình yêu hình 79.000 đồng cho em luôn này. 79.000 đồng. Lên cho mã hàng là T50 đi ạ. T50 kèm số điện thoại cho em. 79.000 đồng, chất rất là đẹp nữa luôn nha các chợ ơi. Len giày mịn cho em. Len giày siêu mịn, xả luôn 79.000 đồng cho em luôn. 79.000 đồng cho em một chiếc áo khoác Kaligan cho em, T50. T50 kèm số điện thoại là nhấn cho đơn này. 79.000 đồng cho em nhé. 79.000 đồng. Áo len này. Áo len này chất mềm cho em, nhẹ tênh luôn. T50 kèm số điện thoại là nhấn cho đơn nha các chị nhà. Áo khoác Kaligan này em xả luôn cho các tình yêu mình là 79.000 đồng luôn. Mã này từ 40 cân đến 60 cân mặc vừa cho em. T51 kèm số điện thoại 59.000 đồng luôn này. T51 kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng. Mã này cho em nhé các chị ơi, 59.000 đồng. Từ 40 cân nha các chị nhé. 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa cho em. 40 cân đến 60 cân này, xả luôn 59.000 đồng. Màu này màu cam đất à? Màu này màu đẹp lắm các chị ơi. Màu này siêu đẹp luôn. Cam đất nữa. 59.000 đồng. Đẹp lắm. Siêu đẹp luôn nha các chị ơi. Phương giá hôm qua mấy cái áo màu rêu rồi đi thành màu xanh cốm. Đi tìm sắp chết. Cậu bốn cái áo khoác len màu rêu, một cái màu be ấy, bà ấy ta ghi màu xanh cốm. Xanh cốm. Ôi giời, đi tìm quái lạ. Cái mã này là màu rêu sao lại bà ấy ghi màu cốm. Ghi mẹ màu xanh cốm. Xem lại tờ bán này. Gần cuối. Lên xem mã hàng này là T52 à? Ngủ màu nhỉ. Đi thấy mẹ màu xanh cốm. Đi tìm sắp chết. Đéo thấy cái nào. Cái này, mã này bao nhiêu? T5 mấy? T51 kèm số điện thoại cho em nhá. T51. T len này mềm nó có chữ ơi. Len này mềm mặc sướng cực kỳ luôn ấy. Mọi người mặc vào cái ấm luôn. Mặc vào cái ấm luôn cho em. T51 kèm số điện thoại là nhấn cho đơn này. Giá cho các tình yêu mình mặc áo len này cho em với giá là 59.000 đồng luôn. 59.000, trời mẹ màu xanh có kinh tìm mình với Mỹ màu quá lắm. ESL. Lên xe mã hàng này là T51 nha các chị ơi. T51 cái mảnh nhẹ nhàng mà mặc ấm đấy. T51 kèm số điện thoại cho em nhé. 59.000 đồng. T51 kèm số điện thoại cho em. Tri ân luôn 59.000 đồng. 59.000 đồng cho em T51. T51 kèm số điện thoại cho em nhé. Đây lấy cái áo màu đỏ màu. T51 xả luôn 59.000 đồng. 59.000 đồng nha các chị ơi. T51 cho em. Một chất đẹp lắm. Mặc cái này sướng cực kỳ luôn ấy. T51 kèm số điện thoại cho em nhé các chị nhá. T51. T51 kèm số điện thoại luôn cho em nhé các chị nhé. Đây là màu gì đây? Màu khó hiểu luôn.
Em còn một màu nữa cho mọi người nhé. Màu gì đây? Màu này lên cho em mã hàng này là T52 nhé. T52 kèm số điện thoại cho em. 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa. Cái này là chất len mềm cho em nhé. Len mềm mặc sướng cực kỳ luôn. Cúc này mọi người có thể tháo cho em. Cúc này có thể tháo cho em này, T52 kèm số điện thoại cho em, 59.000 đồng luôn này. Nhẹ nhàng mà xinh cho em nhé. Đó. Màu này như là màu gì khó hiểu nhỉ các trời ơi. Màu này màu gì cho em được. Mã này lên cho em mã hàng này là T52 kèm số điện thoại cho em nhé các trời ơi. T52 này. Màu này như là màu gì. Màu này là màu gì liên? Tối lên biết màu này màu gì. Vàng nhạt đấy các chị ơi. Ghi màu này là màu vàng nhạt cho em nhé các chị ơi. Giá cho mọi người là 59.000 đồng. 59.000 đồng cho em. Lên cho mã hàng này là T52. T52 kèm số điện thoại luôn cho em nhé các chị ơi. Có 59.000 đồng trên một chiếc áo len thôi. Len của nó mềm mịn lắm. Mềm mịn cực kỳ. Chẳng có ai đi. Lên cho em mã hàng này là T52 ạ. T52 kèm số điện thoại cho em nhé các chị ơi. Tri ân luôn 59.000 đồng. Có 59.000 đồng trên một chiếc thôi. T52 cho em. T52 kèm số điện thoại là nhóm sơ đơn này. 59.000 đồng trên một chiếc, nhẹ nhàng mà xinh. Mã này chất rất là nhẹ nhàng mà xinh cho em. T52 kèm số điện thoại là nhóm sơ đơn nhé các chị nhé. Em xả luôn cho các tình yêu mình với giá cho em là 59.000 đồng luôn. 59.000 đồng cho em T52 nha. Cái gì? Cái gì cơ? Đến 50 cân thôi. À là đến không, đến size nhỏ đến 55 cân. Mờ lò. Màu đen còn mờ lò. Mã hàng này lên xịn cho em nha các chị nhá. Lên cho em mã hàng này là T53 này. T53 kèm số điện thoại, toàn bộ hàng len xịn cho em từ 38 cân đến 58 cân. Hàng len xịn cổ tim này. Em bán xả hết cho các chị em mình với giá cho em là 80.000 đồng. 80.000 đồng cho em, vừa bán vừa tặng quà luôn nha các chị nhá. Hàng này là hàng len xịn cao cấp. Trước này em bán cho mọi người 99.000 đồng đấy. 99.000 đồng toàn bộ là cổ tim hết cho em nhá. Cổ tim hết luôn này. Em xả luôn cho các tình yêu mình với giá cho em là 80.000 đồng. 80.000 đồng lên cho em mã hàng là T53. T53 kèm số điện thoại là những chiếc đơn nhá. Xả giá rẻ luôn. 80.000 đồng cho một chiếc xe. 80.000 đồng T53 nha các chị nhá. Từ 38 cân đến 58 cân mặc vừa cho em luôn. 38 cân đến 58 cân mặc vừa này. Một cái là một màu, hai cái là các chị mình được hai màu cho em. Xả luôn cho các tình yêu mình với giá cho em là 80.000 đồng. 80.000 đồng lên cho em mã hàng là T53. Đã 3:03 rồi. Nhanh vãi. T53 kèm số điện thoại luôn nha các chị ơi. Xả luôn 80.000 đồng cho em này. 80.000 đồng, 38 cân đến 58 cân. 38 cân đến 58 cân mặc vừa này. Xả luôn 80.000 đồng nha các chị ơi. 80.000 đồng cho em. Chất rất là đẹp nữa. Chất cực kỳ đẹp luôn này, toàn hàng len xịn thôi. Toàn hàng len xịn, hàng cao cấp này, rất nhiều màu, lẻ mẫu. Những cái mẫu 1:1 em xả luôn cho các tình yêu mình với giá cho em là 80.000 đồng. Toàn bộ là cổ tim hết cho em nhá các chú ơi, không có cổ tròn. Cổ tim hết luôn này, xả luôn 80.000 đồng cho em. 80.000 đồng trên một chiếc, một cái là một màu, hai cái các chị mình là hai màu, ba cái ba màu cho em luôn này. Ba cái ba màu luôn cho em này, em xả luôn cho mọi người 80.000 đồng. Lấy cho em cái áo đũi dài tay ấy, còn màu gì đấy nhỉ? Lên xe mã hàng này là T53. T53 kèm số điện thoại là nhóm chốt đơn nhá. 80.000 đồng xe. 80.000 đồng. 80.000 đồng nhá chị ơi. Áo đang mặc có 59.000 đồng thôi. T52 cho em 59.000 đồng. Quá rẻ luôn, chất của nó mềm lắm. Chất của nó mềm mặc sướng cực kỳ. Xả để nghỉ Tết nhá các chị ơi. Chạy đua với thời gian là còn 5 ngày nữa thôi. 5 ngày nữa là nhà em nghỉ Tết. Live đến tối 19. Tối 19 ngày là nhà em live lốt này. Xong bắt đầu sáng 20 nhà em làm gọi điện hết cho các chị yêu mình. Xong bắt đầu chiều 20 nhà em dọn dẹp nghỉ Tết rồi các chị ơi. Sắp Tết rồi, đã trải qua cho mọi người 1 năm đấy. 1 năm đồng hành cùng nhà em luôn này.
sắp Tết rồi nha các chị nha, sắp nghỉ Tết luôn rồi. Hôm nay đã là 15 rồi. 15 rồi nha mọi người, không khí Tết đến đâu rồi. Nhà em vẫn chưa có gì. Lên xe mã hàng này là T53, T53 áo len cổ tim nên em xả cho các tình yêu mình là 80.000 đồng. Như áo mã em đang mặc là T52 nha các chị ơi, 59.000 đồng cho em. Mã áo em đang mặc là T52, 59.000 đồng cho em. Từ 40 cân đến 60 cân mặc vừa. Áo em đang mặc nha các chị nhá, chất của nó hàng len mềm. Chất của nó hàng len mềm siêu xịn cho em nha các chị nhá. Chị yêu lò lấy áo như em đang mặc. Lên cho mã hàng này là T52 kèm số điện thoại là nhóm chất đô này. Em xả luôn cho các tình yêu mình với giá cho em là 59.000 đồng. 59.000 đồng cho em nha các chị nhá. Rồi tiếp tục em qua mã cho mọi người. Qua mã nha các chị nhá, qua mã cho em này. Em qua mã nha các chị nhá, qua mã cho em này. Qua cho mọi người mã bộ luôn này. Mã bộ cổ khóa cho em nhá. Mã bộ cổ khóa em xả luôn các tình yêu mình với giá cho em là 79.000 đồng. 79.000 đồng. 79.000 đồng, 38 cân đến 58 cân. 38 cân đến 58 cân mọi người mặc vừa cho em xả luôn cho mọi người mã bộ lại 79.000 đồng luôn này. 79.000 không chọn màu nhưng mà bán tặng chọn. Lên cho mã hàng này là T54 ạ. T54 kèm số điện thoại luôn cho em nhé. 38 cân đến 58 cân mặc vừa. Bộ cổ khóa này siêu sang luôn. Bộ cổ khóa này siêu sang chất đẹp cho em nhé các chị ơi. Xả luôn cho các tình yêu mình với giá cho em là 79.000 đồng. 79.000 đồng lên cho em mã hàng này là T54. T54 kèm số điện thoại luôn nhé. 38 cân đến 58 cân mặc vừa cho em. Bộ cổ khóa màu rêu, pha sữa đen này, chất rất là đẹp nữa luôn này. Chất u mì siêu đẹp luôn nhá. Toàn bộ logo là nhé, logo thêm hết. Bây giờ mua bánh kẹo được rồi, sắm dần là được rồi. T54 kèm số điện thoại luôn cho em. Em xả luôn cho các tình yêu mình với giá cho em là 79.000 đồng trên một bộ. Còn khoảng 20 bộ nữa hết rồi các chị ơi. Còn khoảng 20 bộ nữa là hết rồi. 79.000 đồng cho em luôn. Lên cho em mã hàng là T54 kèm số điện thoại luôn cho em. Em xả luôn cho mọi người với giá là 79.000 đồng luôn. Vừa bán vừa xả luôn 79.000 đồng nha các chị nha. 79.000 đồng cho em luôn. T54 kèm số điện thoại là nhóm chất đơn này. 79.000 đồng. 79.000 đồng cho em luôn. T54 từ 38 cân đến 58 cân. 38 cân đến 58 cân mọi người mặc vừa cho em. Về kiếm việc việc gì làm. 38 cân đến 58 cân các tình yêu mình mặc vừa cho em. T54 kèm số điện thoại là nhóm chất đơn này. Em xả luôn cho các tình yêu mình với giá cho em là 79.000 đồng luôn. Vừa bán vừa tặng luôn 79.000 đồng cho em trên một bộ nha. T54 kèm số điện thoại cho em 79.000 đồng, chất rất là đẹp nữa. Chất cực kỳ đẹp luôn cho em nha các chị nhá. T54 79.000 đồng. 79.000 đồng cho em luôn nhá. T54 giờ dọn mang xuống bếp rồi, mang dần đi được rồi. Đằng nào xuống đấy thì chả ra đấy ôm lên. Em qua cho mọi người áo đũi nha các chị nhá. Áo đũi dài tay em tặng luôn này. Lên xe mã hàng này là T55 này. T55 kèm số điện thoại là nhóm chất đơn. 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa. Tặng luôn 19.000 đồng. Tặng luôn 19.000 đồng nhá các chị ơi. Hôm qua màu xanh dương em hết sạch rồi. Hôm nay em lên cho mọi người màu trắng nhá. Tặng luôn 19.000 đồng này. Đơn giản mà xinh cho em. Lên cho em mã hàng này là T55. T55 kèm số điện thoại là nhóm chất đơn này. Bê dần xuống được rồi. Dọn chỗ bạc đi mà. Lên cho em mã hàng này là T55 nhá các chị ơi. Hàng nhiều thì để dưới đất đi. Còn để đấy thì vẫn nó cứ vẫn ở đấy thôi. Hôm nào mình vẫn đang làm mất công dọn ở đây luôn. Lên xe mã hàng này là T55. Dọn hết ở sân vào trong góc ấy, vào góc riêng cũng được. T55 kèm số điện thoại là nhóm chất đơn này.
Em xả luôn cho các tình yêu mình, mã này vừa bán vừa tặng luôn 19.000 đồng cho em. 19.000 đồng nhá, T55 ạ. T55 kèm số điện thoại luôn, 19.000 đồng. T55 để chị hút đây ạ. 19.000 đồng cho em luôn, T55. T55 nha các chị nha, từ 38 cân à, 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân mặc vừa cho em luôn, T55. T55 em xả luôn các tình yêu mình, 19.000 đồng. Áo đũi nha các chị ơi, áo đũi dài tay cho em, chất siêu đẹp, mọi người mặc cho em thoải mái, quay máy giặt thoải mái, cũng không lo xù luôn, mã này nữa. Em xả tặng luôn 19.000 đồng đấy. 19.000 đồng, lên cho em mã hàng này là T55. T55 kèm số điện thoại là nghiêm chất đơn nhá. Xả giá rẻ luôn, 19.000 đồng cho em luôn. 19.000 đồng cho em một chiếc T55 cho em. T55 nha các chị nhá, có 19.000 đồng cho em một chiếc áo đũi dài tay, xả lỗ vốn luôn. T55 nha các chị nhá. T55 kèm số điện thoại như vậy, như là màu hồng cho em. Màu hồng các tình yêu mình lên cho em mã hàng là T56 á. T56 là màu hồng cho em các chị nhá. T56 kèm số điện thoại cho em, 19.000 đồng. 19.000 đồng trên một chiếc áo đũi dài tay cho em T56, từ 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa cho em luôn, T56 ạ. T56 kèm số điện thoại là nhóm shooter này. Giá cho mọi người với giá là 19.000 đồng cho em. 19.000 đồng T56 nha các chị nhá. Chất rất là đẹp nữa các chị ơi. Chất của nó siêu đẹp luôn, áo đũi dài tay lại còn co giãn cho mọi người như này. Co giãn luôn hai màu trắng và màu hồng cho em luôn. T56 ạ, T55 là màu trắng như em đang mặc. Giá cho mọi người là 19.000 đồng nha các chị ơi. 19.000 đồng cho em luôn. Đây xem mã hàng là T56. T56 kèm số điện thoại là nhím chất đơn nha các chị nhá. 19.000 đồng cho em T56 nha các chị nhá. T56 kèm số điện thoại cho nhé. Em bán tặng các tình yêu mình với giá là 19.000 đồng. 19.000 đồng T56 nhá. T56 19.000 đồng này, 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa, xả luôn 19.000 đồng cho em luôn. 19.000 đồng T56 cho em nhá. 40 cân đến 60 cân này, áo đũi dài tay cho em. T54 là màu trắng như em đang mặc này, màu 6 à 56 là màu hồng nhá các chị ơi. À 55 là màu trắng như em đang mặc. 56 là màu hồng cho em. Em xả luôn cho các tình yêu mình với giá là 19.000 đồng. Có hai chiếc áo len này, hai chiếc áo len dày cho em nhá các chị nhá. Lên cho em mã hàng này là T57 ạ. T57 kèm số điện thoại cho em, có hai chiếc duy nhất thôi. Em bán tặng các tình yêu mình với giá cho em là 79.000 đồng. 79.000 đồng len dày hàng đẹp cho em. 79.000 đồng này, màu đen nhá. Màu đen cho em này. 79.000 đồng cho em luôn. Lên cho em mã hàng này là T57 ạ. T57 kèm số điện thoại, có hai chiếc duy nhất thôi. Len đảm bảo cho mọi người dày dặn, chất rất là đẹp, xả luôn 79.000 đồng nhá các chị nhá. 40 cân đến 60 cân. Từ 40 cân đến 60 cân mặc vừa cho em, 79.000 đồng. Lên cho em mã hàng này là T57 ạ. T57 kèm số điện thoại cho em nhá. Hai chiếc duy nhất thôi. 79.000 đồng cho em luôn. T57 kèm số điện thoại là nhóm chốt đơn này, 79.000 đồng cho em nhé. 79.000 đồng có hai chiếc duy nhất thôi nha các chị nha. 79.000 đồng cho em, nên cho em mã hàng này là T57. Có bán cái này không? Rồi, để mã này nhóm có 5 chiếc này, 5 chiếc mỗi màu, còn một chiếc này em bán xả các tình yêu mình không chọn màu. Lên cho em mã hàng này là T58 kèm số điện thoại cho em nhé. T58 em xả luôn cho mọi người không chọn màu này, với giá cho em là 89.000 đồng. Có 5 chiếc duy nhất thôi, 5 chiếc 5 màu khác nhau. Em xả các tình yêu mình không chọn màu, mã này xả luôn cho mọi người với giá là 89.000 đồng. Lên cho em mã hàng là T58 nhé. T58 kèm số điện thoại là nhấn chữ đô. 89.000 đồng không chọn màu cho em, T58 nha. Có 5 cái duy nhất thôi, 5 cái duy nhất cho em nha các chị nhá. Mọi người không chọn màu, xả lốt cái kẻ ô này rất là hot luôn. Kẻ ô zig zag này hot cực kỳ luôn. Còn 5 chiếc duy nhất xả luôn cho mọi người với giá là 89.000 đồng. T58 ạ. T58 kèm số điện thoại là nhấn chữ đơn. Xả luôn cho mọi người 89.000 đồng luôn nhá. Kim băng ở đâu cài nhớ này. T58
58 kèm một số điện thoại này, nhấn cho đơn này. Xả luôn cho mọi người 59.000 đồng. Ăn lò. Lên cho em mã hàng là T58 đi ạ. Có 5 chiếc duy nhất thôi. 5 chiếc duy nhất cho em. T58 kèm số điện thoại ở đây. Đây còn một cái đây. T58 kèm số điện thoại này đến cho đôi nha các chị nha. Mã này nhà em có 2 chiếc duy nhất nhá. 2 chiếc duy nhất cho em 2 màu, em xả luôn cho mọi người không chọn màu này. Lên cho em mã hàng này là T59 ạ. T59 kèm số điện thoại là nhấn cho đơn từ 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa cho em. 40 cân đến 60 cân mọi người khoác cũng được, đóng cúc cho em rất là xinh. Em xả luôn cho các tình yêu mình mã này cho em với giá là 70.000 đi. Xả lốt 70.000 nha các chị ơi, có 2 chiếc duy nhất thôi. 2 chiếc duy nhất cho em, khoác lông cho em chất rất là đẹp. 40 cân đến 60 cân mọi người mặc vừa cho em mã này nhé. Từ 40 cân đến 60 cân này có 2 chiếc duy nhất, 2 màu em xả luôn cho mọi người không chọn màu, 70.000 đồng. 70.000 cho em nha các chị nha. Nhanh tay thì có đơn mã này, chất rất là đẹp nữa luôn. Toàn lông này, mọi người nhìn lông cho em nhé. Mặc cho em một cái váy body ở bên trong này, khoác cho em thêm một chiếc áo khoác lông ra bên ngoài này, cực kỳ sang luôn. Em xả luôn các tình yêu mình 70.000. 70.000 không chọn màu cho em nhé các chị nha. Em giao màu ngẫu nhiên cho mọi người. Lên cho em mã hàng T59 rồi đấy. T59 kèm số điện thoại là nhấn cho đơn nhá. Xả luôn 70.000 đồng. 70.000 đồng cho em luôn. T59 có 2 chiếc duy nhất thôi. Có 2 cái này là chị yêu là nhanh tay thì được nhá. Em không đọc tên đâu ạ. Có 2 chiếc duy nhất nhá các chị nha. Khoác cũng được, đóng cúc đều xinh cho em. 2 cái 2 màu em xả luôn cho mọi người không chọn màu. Xả luôn không chọn màu. Ui đẹp đấy. Lông đẹp ơi là đẹp luôn. Xả luôn các tình yêu mình với giá là 70.000 đồng cho em. 70.000 đồng về diện Tết nhá các chị ơi. T59 ạ. T59 kèm số điện thoại là nhấn cho đơn, 2 chiếc duy nhất thôi. Có 2 chiếc duy nhất cho em thôi nhá các chị nhá. T59 cho em ạ. Sao hôm nay vẫn còn nhiều đồ trong này nhỉ? T59 kèm số điện thoại là nhấn cho đơn nhá. Hả? Em xả luôn cho các tình yêu. Cái này chồng lên đây này, chỗ của nó đây này, dọn mấy cái nẻ nẻ này mang ra ngoài. Cái này cổ tim này, cái này mẹ mang ra ngoài này. Cái này giỏ ra mã này. Cái chỗ này còn chỗ không này? Cái mã này còn chỗ không? Mã này nhà em chỉ còn mấy chiếc thôi nha các chị ơi. Mã này có 5 chiếc cho em thôi này. 38 cân đến 55 cân mặc vừa cho em. Mã này từ 38 cân đến 55 cân. Lên cho em mã hàng này là T460 à? Có 5 cái màu hồng thôi. T là 60 kèm số điện thoại cho em. T60 có 5 chiếc màu hồng duy nhất nha. 38 cân đến 58 cân mặc vừa cho em. Em xả luôn cho mọi người 59.000 đồng. 59.000 đồng cho em nha các chị ơi. Có 5 chiếc màu hồng duy nhất thôi. 38 cân đến 58 cân. Các tình yêu mình mặc vừa hàng len cho em nhé. Hàng này là hàng len này. Em xả luôn cho các tình yêu mình với giá là 59.000 đồng. 59.000 đồng cho em. Có 5 chiếc duy nhất. 5 chiếc duy nhất xả luôn 59.000 đồng nha các chị ơi. Xả luôn 59.000 đồng. Cái này bán rồi. Cứ để ở đấy. 59.000 đồng cho em luôn. Lên cho em mã hàng này là T60 kèm số điện thoại cho em. 59.000 đồng nhiều thế mà đến lúc cuối giờ cũng hết rồi. Chạy đi nhau hết rồi nhỉ. Chạy vào đơn thế nào. Lên xe mã hàng này là T60 kèm số điện thoại cho em. Em xả luôn cho mọi người mã này với giá cho em là 59.000 đồng nha. 59.000 đồng cho em luôn. T60 từ 38 cân đến 55 cân mặc vừa cho em. Con này đi nhuộm tóc màu gì được. Liên chắc không phải nhuộm nữa nhỉ. T60 kèm số điện thoại hôm nào thế cắt đi nó lại vảnh ra. Thế chị hôm đấy chị có uốn không? Nhưng mà có uốn không? T60 nha các chỗ ơi. T60
T60 thế này được rồi, cắt dài. T60 kèm số điện thoại là nhắm cho đơn nhá. 59.000 đồng cho em. 59.000 đồng cho em T60 này. T60 cho em 59.000 đồng thôi nha các chị ơi. 59.000 đồng. Quá hết rồi. T60 kèm số điện thoại là nhắm cho đơn nha các chị nhé. Thành viên ôm nào mới phát này. Này. T60 kèm số điện thoại là nhắm cho đơn nha. Em trả luôn cho các tình yêu mình là 59.000 đồng cho em. 59.000 đồng T60. T60 59.000 đồng nha các chị nhá. Từ 38 cân. Nghiên nó cho em cái áo đấy đi. Áo ở đây áo kim, có kim tuyến đấy. Theo mình lấy cái màu đỏ mà mặc. Má này xả rẻ luôn này. Má này em xả rẻ luôn cho mọi người nhé. Rẻ luôn này. Xả lốt mỗi chị, tình yêu mình một chiếc cho em nhé các chị nhé. Mã này là hàng len xịn nhé em luôn đấy. Hàng len xịn em xả rẻ luôn. Lên cho em mã hàng này là quà tặng đi. Quà tặng kèm số điện thoại là nhắn cho đơn này. Em xả luôn mỗi chị yêu mình một chiếc cho em. Mã này cho em với giá là xả lốt 59.000 đồng đi. Xả lốt vừa bán vừa tặng các tình yêu mình một chiếc len giày cho em như này. Len giày siêu siêu đẹp luôn nha các chị nhá. Em xả lốt cho mọi người với giá là 59.000 đồng cho em. Không đắn đo nữa, xả lốt 59.000 đồng luôn này. Mọi người lên một cái là một màu cho em nhá. Một cái là một màu cho em. Cái áo len này ở trong đó lền là màu hồng như này nha các chị ơi. Lền là màu đỏ như này, chắc chắn ở ngoài nó sẽ là màu lền màu đỏ như này. Cực kỳ đẹp, không phải là hàng phai màu đâu ạ. Đây này, mã áo len này nhà em nó như thế luôn nha các chị ơi. Em thông báo với mọi người trước là như thế luôn này. Lên cho em mã hàng này là quà tặng kèm số điện thoại này nhắn cho đơn. Em xả mỗi chiếc mình một chiếc, mã này không chọn màu cho em. Em xả lốt với cho mọi người giá là 59.000 đồng. Chị em là nhanh tay thì có đơn có khoảng là gần 10 cái thôi. Gần 10 cái duy nhất, nhanh tay thì có đơn, chậm tay thì hết này. Xả luôn 59.000 đồng. 59.000 đồng cho em một chiếc không chọn màu cho em. Được không? Nhưng mà nhìn có đen ra. Lên xem mã hàng này là gì nhỉ? Quà tặng kèm số điện thoại cho em. Xả luôn 59.000 đồng. 59.000 đồng trên một chiếc hàng len dày dặn cho em nhé. Hàng len siêu dày dặn này. 59.000 đồng. Lên xem mã hàng là quà tặng nhỉ? Quà tặng kèm số điện thoại nha các chị ơi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duy nhất là có 10 cái thôi. Chỉ là nhanh tay có đơn. Đẹp lắm. Quà tặng kèm số điện thoại này nhắn cho đơn này. Em xả luôn 59.000 đồng. 59.000 đồng xả giá rẻ luôn. Lỗ sấp mặt luôn nha các chị ơi. Lỗ sấp mặt luôn mà vẫn xả luôn này. 59.000 đồng cho em. Lên cho em mã hàng là quà tặng kèm số điện thoại là nhắn cho đơn nhá. 59.000 đồng các chị ơi. 59.000 đồng trên một chiếc áo cho em. Rất là đẹp. Siêu dày luôn. Mã này phải nói là siêu đỉnh luôn nhá. Siêu đỉnh, siêu dày mà xả luôn 59.000 đồng cho em. 59.000 đồng. Lên cho em mã hàng là quà tặng đi ạ. Quà tặng kèm số điện thoại là nhắn cho đơn. 59.000 đồng nha các chị nhá. Quà tặng này, quà tặng siêu VIP rồi các chị ơi. Hàng len dáng rộng cho em. Từ 40 cân đến 65 cân. 40 cân đến 65 cân mặc vừa cho em. Lên cho em mã hàng là quà tặng nha các chị ơi. Quà tặng kèm số điện thoại là nhắn cho đơn. Hàng này siêu VIP luôn. Xả tặng các tình yêu mình với giá là 59.000 đồng trên một chiếc áo len các chị ơi. Xả rẻ quá, xả lỗ sấp mặt luôn. 59.000 đồng cho em luôn. Quà tặng nha các chị nhá. Quà tặng kèm số điện thoại là nhắn cho đơn. Mọi người không chọn màu cho em. Không chọn màu nhá. Nhà em sẽ giao màu ngẫu nhiên cho mọi người. Giao màu ngẫu nhiên cho em. Lên cho em mã hàng là quà tặng ạ. Quà tặng kèm số điện thoại là nhắn cho đơn này. Để cho em cái này đi. Quà tặng nha các chị ơi.
cái này để Tết mặc cũng được mà. Ừ, thấm cái này thấm vào cái hộp được. Lên xe mã hàng là quà tặng nhá các chị nhá. Quà tặng kèm số điện thoại là nhấn chữ đơn này. Em tặng luôn cho mọi người áo len đấy với giá là 59.000 đồng cho em luôn. 59.000 đồng cho em nhá. Quà tặng cho em ạ. Quà tặng kèm số điện thoại là nhấn chữ đơn này. Quà tặng nha các chị nha, 59.000. Quà tặng cho em nha các chị nha, 59.000 đồng. Tặng quà cho mọi người đỏ chót luôn này. Lên xem mã này là cuối like kèm số điện thoại cho em nhé. Tri ân mỗi chị yêu mình một bộ đỏ chót cho em. Chưa hôm nào có màu đỏ này các chị ơi. 38 cân 40 cân đến 60 cân này. Bộ này nhé em có size nhé. Nhưng mà size đấy. 38 cân đến 58 cân mặc vừa cho em. Bộ này 38 cân đến 58 cân mặc vừa này. Chất của nó đanh lắm. Em kết cái bộ này thật sự luôn ấy. Mới về luôn nhưng mà chất đanh cực kỳ. Lên cho em mã hàng là cuối like kèm số điện thoại này nhé. Chất đơn này. Em tặng mỗi tình yêu mình một bộ này cho em với giá là 79.000 đồng. Quần màu đen cho em nha các chị ơi. Áo một màu, quần một màu cho em. Quần này, cái mã bộ này là toàn bộ là quần màu đen hết cho em này. Quần màu đen sọc đỏ cho em. Lên cho em mã hàng này là cuối like kèm số điện thoại là nhấn chữ đơn. Em xin phép tặng cho mọi người mã bộ này cho em 79.000 đồng. 79.000 đồng nha các chị ạ. Thế là còn hai cái áo len lông thỏ em tặng lốt này. 79.000 đồng cho em luôn nhá. Lên xe mã hàng này là cuối like kèm số điện thoại cho em màu đỏ nha các chị ơi. Màu đỏ mặc Tết cho em này, tối đi ngủ mặc bộ màu này đỏ chót luôn nha các chị ơi. Tối 30 ấy. Tối 30 các chị ơi mình mặc bộ này cho em nha các chị ơi, đỏ chót chót luôn. Lên xe mã hàng này là cuối like kèm số điện thoại là nhé chứ đơn. Tri ân cho mọi người bộ này với giá cho em là 79.000 đồng luôn. 79.000 đồng. Cuối like nha các chị ơi, 79.000 đồng luôn này. Xả rẻ luôn, 79.000 đồng. 38 cân đến 58 cân mặc vừa cho em. 38 cân đến 58 cân các tình yêu mình mặc vừa. Em xả luôn cho mọi người với giá là 79.000 đồng. 79.000 đồng cho em luôn. Lên xem mã hàng này cuối like. Mấy cái nẻ nẻ nó bước ra ngoài tối cho. Lên xem mã hàng này cuối. Cái đấy là để lên cái đấy nguyên này. Lên xe mã hàng là cuối like nha các chị ơi. Cuối like kèm số điện thoại này nhắn cho đơn này. Em xả tặng luôn cho các tình yêu mình với giá cho em là 79.000 đồng nhá. 79.000 đồng cho em luôn. 79.000 đồng. Nhà em còn sót kho hai chiếc áo len lông thỏ nha các chị ơi. Lên xe mã hàng là xả lỗ, có mã xả lỗ nhé. Xả lỗ kèm số điện thoại cho em. 40 cân đến nó. 58 cân mặc vừa cho em, xả lỗ kèm số điện thoại hai chiếc duy nhất xả luôn 59.000 đồng. 59.000 đồng nha các chị ơi, có hai chiếc duy nhất cho em thôi. 38 cân đến 58 cân các tình yêu mình mặc vừa cho em. 38 cân đến 58 cân. Xả lỗ cho em. Xả lỗ kèm số điện thoại là nhắn cho đơn. Xin phép xả tặng cho mọi người mã này với giá là 59.000 đồng. Có hai chiếc duy nhất nha các chị ơi. Fan đồ của chị yêu là thích áo len lông. Lên luôn cho em mã hàng này là xả lỗ nhá. Xả lỗ kèm số điện thoại cho em. Xả lỗ cho em này. Em xả luôn cho các tình yêu mình mã này cho em với giá là 59.000 đồng. 59.000 đồng có hai chiếc duy nhất thôi. Hai chiếc duy nhất cho em nha các chị nhá. Xả lỗ kèm số điện thoại là nhắn cho đơn này. Len này siêu đẹp luôn nha các chị ơi, len lông cho em cổ cao nhá. Đây. Mã này cổ cao cho em, chất dày nhỉ. Có hai cái chất đẹp em thế. Không đọc tên đâu ạ. Nên cho em mã hàng là xả lỗ nhá, xả luôn 59.000 đồng. Xả luôn cho các tình yêu mình là 59.000 đồng cho em, đẹp lắm. Chất của nó đẹp cực kỳ, len lông cho em nhá. Len lông. Xả lỗ kèm số điện thoại là nhắn cho đơn này. Xả luôn các tình yêu mình với giá là 59.000 đồng cho em. 59.000 đồng. Có hai chiếc duy nhất thôi nha các chị nhá. Hai chiếc duy nhất cho em. Lên cho em mã hàng là xả lỗ kèm số điện thoại là nhắn cho đơn nha các chị nhá. Xả luôn 59.000 đồng. Xả luôn 59.000 đồng cho các tình yêu mình này. Rồi các chị yêu mình có đơn để ý điện thoại giúp nhà em nha các chị nhá. Một lúc nữa bên em gọi điện cho đơn cho các chị yêu mình đây ạ. Em xin chào tất cả các chị yêu mình nha. Giờ nhà em nghỉ live đây ạ.